À, nhà mới rồi, đã phá nhà mới. Coi nè. Đó, tới rồi các bạn. Nghe cho kỹ nha. Má, nó rác kìa. Lúc mà nguyên lái các bạn ở bên trong nó không có bị ồn tai, cũng không có bị tròn, không gì luôn. Đúng là vô thô may quá đã man. Quá tuyệt vời man. Ok các bạn, giờ hiện tại nhà này thì nó có hai cái móc sẵn. Hồi xưa chắc chủ cũ để, chủ nhà chứ, để hai móc. Lấy đèn neon gắn lên, chuẩn bị. Đây là cái view từ trên cầu thang nhìn xuống, để cho nó đủ. Chào các bạn, hôm nay lại đến với channel Lưu Bước SMA. Cái nhà lá vườn, gara này là các bạn đừng có tưởng nó là gì hay ho, nó chỉ là một cái gọi là sân sau của vườn mà thôi. Một cây là trồng cây hả? Trồng cây rồi, cỏ rồi. Cỏ xứ thần tiên mà. Đơn giản vậy thôi, chứ không có gì cầu kỳ hết. Mọi thứ đều là AutoZone, Home Depot gì đó. Để thôi. Nói chơi chứ hôm nay mình sẽ install cái Supercharger Kit của Jackson Racing. Cái con sò là C38. Jackson Racing nó chia ra hai loại, một là C30, hai là C38. C38 thì nó làm cái power nó mạnh hơn xíu, có lực hơn. C30 thì nó nhỏ. Thì cái bộ Kraftwerk của mình á, là xài C30. Còn cái này là Kraftwerk nó có làm C38 nữa, nhưng mà trên đường á, thì chỉ chạy được C30 của Kraftwerk thôi. Thằng này á, thì chạy được hợp pháp trên đường là C38. Thì xe này là cũng một người subscriber. Hồi bữa thì mình đã work on cái xe này rồi. Hình như hồi bữa là mình lên cái headlight BRZ, với lại mình lên Coil, đúng rồi. Cái chiếc xe mà Nguyên ghi là Ferrari FS đó, 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 đó. Đó. Thì hôm nay á, so far thì Nam mới đổi cặp wheel rất là đẹp các bạn. Màu gam đỏ hơi hơi. Ok. Thì so far thì thấy xe Nam là hồi bữa có cái Tommy exhaust. Rồi cái này á là Nam có sẵn cái engine intake, coil intake, thì giờ mình sẽ tháo cái này ra. Trước tiên thì nãy giờ câu bình cái chiếc xe FRS của mình á, bị mu ra để cho có chỗ đem này vô các bạn, câu mất thời gian. So far thì ngứa tay quá vô luôn, là tháo được bumper ha. Thì sau khi tháo bumper xong thì mình sẽ tháo những cái đồ kế tiếp liên quan tới những cái intake đồ này nọ, để cho mình mới gắn được cái supercharger vô. Thì đầu tiên là mình sẽ tháo cái coil intake ra. Ok. Tháo xong coil thì mình sẽ tháo tới cái headlight. Cái headlight bên passenger cũng có thể mình tháo luôn, bên người ngồi quá, người lái quá, tại vì nếu mà tháo thì đi ống rồi nó dễ đúng không? Rồi có disconnect cái, có tháo cái pin không? Đầu tiên thì liên quan tới điện rồi thì giật ra cái dây trừ, okay. Dây dấu trừ là âm hả? Đúng rồi, trừ là âm. Còn cái này giới thiệu đây là của âm chân kinh. Đúng. Cái lỗ ai đút bùi vào đây. Chàng chú cũ nó liền quá, nó điên cái nó đút bùi vào luôn. Đó. Nó thâu đêm. Nó thâu đêm nó làm nó gắn nó khổ quá chứ nó đút bùi vào đây. Cũng shout out đến Nam, là cảm ơn Nam đã tín nhiệm Khánh. Cho Khánh dọc xe, làm đó. Super chót luôn á. Hy vọng các bạn thích cái content này. Content này lần đầu tiên làm á. Các bạn thì trước tiên là các bạn phải tháo cái dây điện của xe ra. Cái này âm nha các bạn, đỏ là lúc nào đỏ cũng là positive, là cộng, có nghĩa là dương. Đó, cái này âm, lấy ra. Tiếng Anh nó gọi là negative religion. Đúng. Lấy gì? Lấy gì? Là dịch cái tiếng âm gì? Đạo hả? Đúng quá. Chết mẹ rồi, xin lỗi các bạn nếu mà Nguyên nói bậy quá. Nguyên bị dính bậy. À, dính bậy rồi. Đó các bạn thì làm cẩn thận như vậy nè. Vui lòng khách đến, vừa lòng Nam đi. Vừa lòng Nam đi track. Vừa lòng tiễn Nam đi track. Ok, kế tiếp. Cụ âm chân kinh đâu? Đúng rồi. Cụ âm chân kinh cho Nam nè. Lũng bộ. Nghi ngờ Nam làm gì không? Cái này là nghi ngờ là Nam luyện ở nhà trước khi đem send cho mình rồi. Nam luyện chữ ghê quá nha Nam. Đúng rồi, cái chỉ dẫn mà quá, nhưng mà đọc nhức đầu anh rồi. Đồ
Mình thì mình coi hình thôi. À nó tháo cái này, ok mình sẽ tháo cái này. Đúng rồi. Chỉ coi dữ mệt lắm rồi. Coi dữ mệt lắm. Hại não lắm. Ừ. Phải để dành cái nó gọi là cái tế bào não cho những cái thứ khác. Đúng rồi. Đúng không? Giống như là cực nhọc nè. Ừ. Mũi chích nè, trời sắp tối nè, cho nên phải đánh nhanh rút lẹ. Đúng rồi. Này là cài hai chớp luôn á, đưa luôn các bạn. Luôn. Sáng làm chớp, giờ làm chớp. Đây giống như là xe đa năng, đây giống như là cái chuyền đuôi. À. Nào là chạy xe đường thẳng, nào là chạy lớp ráng à. Đủ thứ. Mấy mẻ thay độ xe án luôn các bạn. Phá tầm tầm lá như thế đó. Luôn. Nguyên đường thẳng luôn á. Rồi July 4 tới là giống như là cái chỗ này, giống như là cái chỗ bắn súng vậy. À. Bữa mình đi Florida mà Khánh nó nói là bắn ghê lắm. Bữa đó cái gì ra quay à. Ôm nó bắn đầy trời luôn. Ừ, chắc năm sau quay. Giờ là tháo đèn này trước hả? Tháo đèn, hình như cái này là hai con ốc. Cộng thêm một con chính giữa sau trước trong phải lấy cái đồ extension, lấy đồ nào. Nếu mà các bạn tự làm được mà follow theo cái video này, các bạn comment ở bên dưới cho Nguyên biết. Thì muốn coi các bạn làm như thế nào. Còn không thì cứ liên hệ, Nguyên nói rồi là Instagram của Nguyên với Khánh ở bên dưới. Đó. Liên hệ Nguyên thì Nguyên sẽ bắn qua cho Khánh trực tiếp luôn, rồi báo giá cho các bạn, rồi có làm được hay không ngày giờ. Đó, thì cảm ơn anh em một lần nữa đã tín nhiệm, yêu thương cũng như là giao xe cho Khánh làm. Đó, take care rất là tốt, xong rồi còn clean lại cho anh em sạch sẽ. Để chuẩn bị chạy track nha anh em. Cái tủ đồ nghề này không biết chừng nào mình dọn xong luôn, từ nhà cũ qua nhà mới. Đây nè, cả đống luôn các bạn. Vlog này cũng như là sàm lông vậy thôi. Đó. Ngoài chia sẻ cách gắn thì yeah, hy vọng các bạn thích. Để lại một subscriber nha anh em. Các bạn mình mới remove cái này ra nè. Cái này là cái đồ dẫn gió. Thì nó dẫn gió thì nó có con ốc dưới đây nè. Tháo ra thôi thì nó ra. Ốc trong này. Cái này là bên FRS mới có nè, bên DG không có. Rồi sau đó mình sẽ dời cái horn, cái kèn. Đó bạn, cái cục tròn tròn. Ok các bạn, thì bây giờ cho các bạn coi những cái update đơn giản như thế này nha. Là lúc nãy đó là Khánh tháo cái kèn này ra, cái horn đúng không? Cái horn, cái kèn này nè, nó là ở đây, nó nằm ngay đâu đây nè, nó nằm ngay đâu đây này nè, mình tháo ra ha. Sorry các bạn nha. Các bạn nào muốn coi chỉ dẫn hơi kỹ càng thì mình sorry, nhưng mà mình có thể nói là cái này cũng gọi là không trúng 100% mà cũng trúng được khoảng chừng 90% đi ha. Là nó nằm đâu đây mới nãy nè. Tháo cái kèn này ra. Rồi sau đó đó, một khi tháo rồi á, nó nằm ở trên đây nè. Một khi tháo rồi á, mình đem nó qua đây nè, mình tháo ngóc này ra. Thấy ngóc này không? Nó dính chung với cục này nè. Mình tháo ngóc này ra, cái mình đút cái bracket màu đen vô. Nó nằm hết trong đó rồi. Ok. Thì bữa nay kế tiếp thì Nguyên tháo cái này ra nè các bạn. Mấy cái màu đen á, mấy cái plastic á. Mấy cái này. Với lại cái ổ cái kia rồi nè. Để đâu mất mẹ. Oh man, sorry Nam nghe mất. Yeah. Xe mất đồ thì đang coi video này cũng thông cảm. Giỡn thôi Nam à. Thì cái này là cái under tray thì thường thường xe độ là tháo vài lần là quải là coi như mất luôn. Thì kế tiếp bây giờ mình sẽ tháo những cái đồ sau đây là mình tháo cái sensor cho cái coil intake. Cái sensor đi ra. Một lát mình sẽ tháo hai con ốc này ra để mình gắn cái này qua bên cái ống intake của thằng Supercharger. Từ nay là sẽ không xài cái này nữa không? Ừ, không xài cái coil intake nữa. Ok. Tôi ước lượng là hình như cái này lát nó đút ra đây một cái ống. Rồi hình như vậy á, để coi coi sao. Ok. Bây giờ mình tháo này ra rồi, kế tiếp mình sẽ tháo những cái này nè. Cái này cũng lỏng rồi đúng không? Ừ. Rồi để cho giật ra thôi, giật ra khỏi cái throttle body. Cái throttle body là cái đồ mà mở ra để gió đi vô đó. Cái mình đạp ga phải không? Cái củ ga. Giờ tháo cái này là cái cục intake nữa các bạn. Thì đơn giản vậy thôi. Thì giờ thì anh em cũng không có thể gọi là quay trực tiếp liên tiếp được. Thì rồi. Anh em sẽ giống như là tháo chút xíu rồi sau đó quay lại update, cập nhật cho các bạn biết là ok mình tháo tới đâu. Ok. Và chủ xe cũng rất là nôn nữa, tại vì rất là thích chơi đồ lên đồ thì ai cũng vậy các bạn. Cho nên mình cố gắng hoàn thành nhanh gọn lẹ, nhưng mà phải đảm bảo everything good. Là đảm bảo mọi thứ phải đâu vào đó. Gắn ốc đàng hoàng hết mọi thứ thì ý nói là tốn thời gian làm nhiều hơn là quay á các bạn. Cho nên video nó sẽ rút gọn nhiều. Hy vọng có thể giúp được các bạn gì đó.
những cái mà các bạn kiếm trên mạng mà các bạn không hiểu tiếng Anh nhiều á thì tụi này làm phiên bản tiếng Việt lại thôi, chứ thật sự trên mạng có rất là nhiều bằng tiếng Anh rồi đó. Nếu mà các bạn không hiểu nữa thì ở trong Cali thì cứ nhắn tin cho Khánh, Như Nguyên, rồi mang xe tới đây, rồi anh em mình chơi giá hữu nghị, rồi giúp các bạn hoàn thành đó, chứ đừng có bỏ cuộc. Rồi okay, sau khi xong á là mình sẽ giật cái ống này ra. Cái ống này á các bạn, họ kêu là đem rau nó qua ở dưới cái AC này nè. Lát mình sẽ quay kỹ cho mình thôi, mà nói chung là đúc đúc ở dưới đây nè, giấu giấu vô để cho nó đừng văng qua văng lại. Giấu vô thôi chứ đồ sẽ giật. Chứ đồ sẽ giật. Giờ mình sẽ giật này ra chứ đồ giật. Ra rồi Nam ơi, trời ơi, tịch thu luôn, bán lấy tiền, sorry Nam. Một đi không trở lại được. Con lưỡi có nặng như xíu. Việt Nam nhiều thường có bảy chắc 7 kg, 6-7 kg, 6-7 pound, không biết số pound số ký nữa. Không thấy luôn em. Thấy rồi. Ờ. 6-7 kg. Mình cái Nam. Khánh nó nói nếu này nặng hơn 6 kg chết Nam luôn. Rồi xong. Nặng hơn 6 kg là của that's nó. That's it Nam. Cho nên lúc mà mình trả đồ lại mà Nam thấy thiếu đồ á thì Nam nhớ coi channel để biết là những cái đồ đó nó đi về đâu và lý do tại sao. Ok. Thì giờ không có giấy ha. Đó, các bạn mới thấy đó. Chạy track chạy ngang luôn. Thì giờ sau khi mà chúng ta tháo ra rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ bịt cái toilet body không? Cổ ga lại. Nếu mà không bịt cổ ga thì những cái bụi bặm, những cái đụ đậm nó sẽ bay vô. Tất cả chú đụ sẽ bay vô. Những cái đụ đậm. Nó sẽ bay vô. Xong rồi lấy khăn đó che đó. Khăn này khăn mới luôn không, khăn mới nha Nam. Khăn mới luôn nha Nam. Rồi thì kế tiếp mình sẽ tháo những thứ sau đây là tháo hai cái siêu này nè. Thì cái siêu này một lát là hình như là phải cắt làm hai. Mình cắt luôn cái này sao để coi. Nhưng mà Liberus recommend là tháo mẹ luôn. Cắt làm chi. Rồi sau đó sẽ tháo những cái ống này là của cái VD rồi, không có tháo. Thôi quay lại của âm chân kinh. Ok. Đón làm chi. Thì nếu là mình sẽ gắn cái dây này là cái dây extension cho cái map, cho cái sensor của cái ống dẫn gió. Thì giờ mình sẽ gắn nó vô đây. Cái này là dây stop, dây của factory á, của hãng á. Thì tại vì cái ống nó chỉ ra ngay đây thôi đúng không, cho nên mình chỉ cần vô đây thôi. Nhưng mà của đồ độ á là nó phải cần hướng ra tuốt bên đây, cho nên lát á là mình sẽ gắn cái dây này vô. Thì bây giờ tình hình là anh em hơi hiểm nghèo ngay đây là cái ống mà bữa nãy mình giật ra đó các bạn, nó thiếu cái đồ flush vô đây để cho thằng chủ cũ bán cái cục đó. Thằng chủ cũ để có gì liên lạc Nam sao. Hopefully Nam có cái đó, còn nếu không thì anh em phải kiếm cách coi sao, tại vì dựa theo video của relocate this this like breather hose off of the that came off the stock intake with this little piece on the end. Thiếu cái ống này. Okay. Thì nói chung là vậy thôi. Thì update lại cho các bạn coi là lúc nãy đó là mình tháo cái này ra. Tháo hai cái này ra. Đây là ngay đây. Tại vì lát mình sẽ mở cái dây bell. Tại vì hên quá, có cái bèo. Ok, đây là cái bèo của bên Supercheck hả? Bên cái kit này cho. Nếu mà thấy nó cũng còn good lắm, thấy nó cũng còn mới, cho nên chắc cũng không đến nỗi thay đâu các bạn. Thấy như sao? Thấy mới không? Mới mà. Chắc không sao đâu hả? Ok. Thế các bạn, thì mình sẽ thay cái bèo này. Bèo này thì nó dởm hơn chút xíu tại của factory. Bèo này thì nó dày hơn nhiều. Đo cái kích cỡ này các bạn thấy không? Dày hơn gấp đôi luôn. Đấy. Dày hơn gấp đôi luôn. Bèo này là mới chịu nổi Supercharger. Thì mình sẽ tháo cái dàn bèo cũ rồi gắn cái bèo mới này vô chung với mấy cái
rồng rọc mới của Jackson Racing. Ok các bạn, thì giờ mình sẽ tháo hai cái, một là cái rồng rọc này, hai là cái rồng rọc dưới đây. Hai cái đó thì mình sẽ không cần. Chương trình này được tài trợ bởi Salon Bass. Làm xe cúi đau lưng thì hãy dán Salon Bass. Không thì dầu gió xanh hiệu con cạc. Bạn nào mà muốn send đồ cho Liquid Dust mà mình đâu có PO Box sao? Thôi khỏi, lố hàng. Thì nào có đi. Có PO Box thì send Salon Bass. Không, Nam tặng Khánh Salon Bass cho Nam. Sống này là lưng như ông già luôn. Yeah. Ốc này có nghi vấn anh em, tại sao lại dính voi? Dạ nó cong vậy. Anh em làm gì mà ốc dính voi? Có cong không? Không có. Xin nhìn cong, à tại này cái gì ấy? Dính voi mà không. Nghi vấn lạ. Nhưng ta vẫn làm. Đó các bạn, thì các bạn mở cái máy này ra, có cần chỉ tiếp không? Chắc phải... Như tao nghĩ cái giữa như cái cục nào ta. Ok các bạn, sau khi mình tháo được hai con ốc này ra rồi đó các bạn, các bạn hãy coi chừng nha, đừng có nhúng vít này nhiều, nhiều khi cái dây nó giật cái cục nó bay thì mình sẽ đút nó vô đây nè, cái rồng rọc thứ ba nè, 1 2 3 dưới đây, trên đếm xuống bên trái không. Mình đút nó vô đúng không, dặn cái nè là cái dây nó mua không, cái dây nó lỏng ra bớt á thì mình mới vào lấy ra. Ra. Em một cái rồng rọc. Cái rồng rọc này là nó đi theo bộ mới luôn không? Hay không? Rồi sau đó các bạn tháo bèo ra ha. Cái đó là nó thay luôn á. Dạ. Yeah. Bèo này thì chị nhảy dây hay Nam? Liên lạc. Cái này Nam sẽ hiến tặng cho các em nào muốn lắc vòng. Chơi luôn bạn ơi. Rồi thì bây giờ này là cái alternator đúng không, quên mãi rồi, đúng rồi, cái này là máy lạnh rồi phải không, à máy lạnh nè, máy lạnh đó, alternator. Cái dây này nè nhớ không, của WX hôm bữa làm. Alternator không phải là cục đề, cục đề nằm ở dưới này. Không phải. Ok, thì bây giờ mình cục sẽ để đề, nó nhìn như hình viên đạn vậy các bạn. Bởi nó nằm, nó nằm gần cái quỹ trong đây nè. Này các bạn, mình sẽ để là những con ốc này tại vì sao? Tại vì mình không muốn mất mát đúng không? Thường thường là mình có cái thói quen đó để tại các bạn nhìn thấy cái màu giống hệt nhau. Giống hệt nha. Cho để mất lắm. Trước khi mình quay lại của em Dương Kinh thì mình để lại. Rồi đây là những cái rồng rọc của OEM của hãng. Ok. Những cái rồng rọc này sẽ được thay thế bởi một cái xe không cần, đó là cái idle pulley, là cái này, là cái lúc mà xe nó không chạy á, là nó sẽ xoay đó, thì cái đó thì nó không cần. Nhưng mà của đồ đổ bên supercharger đó thì họ sẽ xài cái rồng rọc khác, là đây là cái rồng rọc của supercharger thì nó bự hơn chút xíu. À để mới chịu được cái bèo dày hơn, nó bự hơn xíu nè, thì nó sẽ chạy có lực hơn. Ok thì để cho móc những cái đồ kế tiếp á, là họ cho những cái cây này, những cái cây này sẽ là những cái cây để lòi ra để gắn cái cục blower vô, cái cục mà siêu nạp vô. Ok thì trước khi gắn những cục đó là mình sẽ tháo những cái con ốc sau đây. Ok mình sẽ coi lại chỉ dẫn coi coi làm sao, nhưng mà đây là những cái con ốc mà mình phải tháo để cho nó dùng. Ok rồi.
salon đứng sau nè. Rồi nói đi. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ gắn mấy cái cây này vô. Mấy cái cây này là mấy cái gọi là giống như để cho một lát á, là mình sẽ gắn cái supercharger lên. Có nghĩa là cái supercharger này là bỏ mấy cái plate rồi thôi. Đừng nói này thiếu nữa. Thiếu nữa là chích dịch luôn á. Khỏi làm gì luôn á. Oh shit. Rồi. Rồi luôn. Ok các bạn, thì tổng cộng là sẽ có 3 cái mảnh tổng cộng mình sẽ gắn vô. Nhưng mà tình hình là mình vẫn còn thiếu các bạn ơi. Cho nên cái kit này là hơi nhức đầu chút xíu, là tại vì anh ta mua của cái người bán lại á. Thì nhiều khi mình check phạt mình không có biết nhiều á. Cho nên nhiều khi mình thiếu thì cũng hơi khó không. Đây là hồi bữa là mình nó ship về rồi, thì một khi mà ship về rồi đó thì cái phạt này là vừa nhưng mà bây giờ thiếu cái bracket là cái khung để cho cái cục con sò này nó nằm lên cái khung đó. Mà giờ không có cái đó không biết làm sao luôn. Biết gì bữa order chung tại không biết. Tại không biết luôn. Đó, cho nên bây giờ là mình sẽ gắn cái nào gắn được hay đó rồi chờ hàng về từ từ. Chờ giờ mấy ngày chờ mới tới. Thì đó, giờ mình sẽ làm. Giờ phải chờ nữa. Ủa cái này phải cắt không? Chưa. Có kéo không? Không kéo. Giờ liền một luôn. Ôi trời. Thấy được. Sao luôn không có sạc cu nè các bạn, bỏ thêm nè, bỏ xíu vô. Ôi ơi bắn luôn xà lồng tua luôn uống lắm đem chứ đồ uống luôn chứ đồ chứ đồ blood. Ok, thì sau khi xong các bạn mình sẽ đem qua đây. Mình lúc mà mình dặn nó vô đây nè các bạn, nó chỉ dẫn á là nó kêu lòi ra hai răng. Bây giờ mình vô đúng không, mình dặn nè. Sau lưng này nè, là có lòi ra hai răng. Nó quán mày có nói ba mày chứ đủ meaning không? Uncle fuck. Mr. fuck. Rồi, lòi ra hai răng rồi đó. Rồi dính luôn á hả? Ừ, từ từ nó dính. Dũng này lót rồi này. Mình không cần phải dùng chìa khóa hay gì để khóa lại. Ừ, lát nó dính rồi. Rồi sau đó mình sẽ xiết cái này sao thì nó dính rồi. Ok, rồi xong. Rồi kế tiếp là hai cái con này thì trên đây chỉ dẫn thì nó hơi rối, nó ghi chữ mà. Thì trên đây cũng có nhờ có anh này có video. Video của anh này thì cũng rất là đơn giản, là cũng giống hệt như luôn các bạn. Mình cho những cái này vô nè. Thì một lần nữa, cái này cho cái lót thai vô chút xíu. Lót thai này nó hơi lỏng các bạn ơi. Chừng xịt nữa uổng. Ừ. Nó cho chút xíu mình. Ủa mà mày dùng tay mày chét cho nó có dính giống như kẹo. Rồi. Giống như kẹo gắn sắt không? Không. Ok. Cái này sau khi nó khô nó giống như mũ vậy, như con ốc có mũ vậy. Đó. Thì mình vô đây. Thì vô đây nè các bạn, cũng là lòi ra. Cũng là lòi ra hai răng luôn. Nó lòi ra hai răng ở sau lưng là mình dừng. Rồi đó, lòi ra hai răng rồi đó, mới thấy không? À, thấy cái răng. Ừ, lòi ra hai cái răng. Rồi dừng. Mà cái chính giữa thì không cần. Chính giữa thì mình gắn cái pulley mình mới mua vô thì phải, để coi. Ở đâu chính giữa chắc mau nè. Để coi video ảnh gì như thế nào. Ok các bạn, thì hồi bữa là mình cắt ngang là thì như mình nói là cái cục hồi bữa đó là cái cục này nó bị hơi lõ chút xíu, là tại vì cái đồ này là đồ pre-owned, nó đồ used đó, cho nên cái thằng boy nó bán cái cục đó thì nó hơi không thành thật chút xíu, là những cái con ốc này nè nó bị bung ra. Lúc mà Khánh lấy ra khỏi cái hộp này, con ốc này nó rớt ra luôn, nó rớt sẵn luôn. Thì cái độ khít của cái này nè nó không có khít lắm. Các bạn nhìn kỹ nè, ở đây nó rất là khít, các bạn thấy không? Vừa đủ cái ngón cái móng tay của mình đi vô thôi, và nó có cái viền màu đỏ, không biết camera có thấy được viền đỏ không? Thấy. Viền đỏ là cái seal, là cái gì đó người ta bỏ vô để cho chặt lại dính không? Ừ, giống như là cái lót thai này nè, nhưng mà
cái lót thay họ xài là màu đỏ, còn này là màu xanh dương. Đó thì bây giờ để chỉ thêm cho các bạn coi cái cánh quạt hồi bữa đó. Nếu mà mình nhìn kỹ đây nè, con ốc á, con ốc này còn mới luôn, thấy không? Nó không có bị phá nè, thấy không? Ốc hồi bữa bị phá, bị chày. Rồi cánh quạt này còn mới tinh luôn, không bị nứt gì hết. Khi bị chày bị nứt luôn á. Ừ, bị nứt tùm lum vậy. Giống như các bạn đánh vô mấy cục đá vậy đó. Cái nó bị bể, bị mẻ. Thì hôm nay các bạn, những cái con ốc này nè là hồi lúc mà hồi sáng á, Nam đi lại đây á để làm cái này đó, thì anh ta đem cái con cũ đi lên kia mua con mới. Thì mình tháo cái pô lì này ra, thì đây là cái pô lì mới gồm những cái con ốc này. Bây giờ mình sẽ dùng những cái con ốc này mình xiết vô. Ok, thì nó có cái foot pound riêng của nó, thì mình sẽ xiết đúng là cái foot pound của nó luôn. Ok, như vậy là một cái đầu tiên. Cái kế tiếp á là mình mới mua được cái cây này. Ủa, cây đó nó mất tiêu rồi. Ok, thì mới mua được cái cây top range này. Ở nhà thì có cây top range rồi, nhưng mà từ 20 foot pound trở lên. Cây này là hình như ít nhất là 5 foot pound trở lên. Thì cái này lúc mà xiết mấy cái này vô này các bạn, chỉ cần có 9 foot pound thôi thì nó sẽ vô đây nè các bạn. Cục này là mới hoàn toàn các bạn, thấy không? Nó sẽ vô đây, mình sẽ nhét nó vô đây nè. Dễ thương không? Mình sẽ sợ bụi đi luôn. Thì mình sẽ nhét cái cục này vô đây. Okay, mình sẽ cho nó đi xuống, mình sẽ hướng nó xuống. Thì đây là một cái lông đường ép. Sau đó cái đồ này để cho nó dẫn ống vô. Cái này là dẫn nước nè. Mà sao thắc mắc là mấy cái này nó không làm giùm cho mình luôn không? Tại vì nó muốn có cái đủ kính á. Xiết vô. Thì cái này á, sẽ là cái đường dẫn vô. Ok, mình sẽ xiết nó là hình như là 9 foot pound thôi, rất là ít. Vậy có lời khuyên cho những bạn nào nên sau này mà gửi như kinh tế eo hẹp mà mua đồ used thì sao? Phải biết cách coi, phải coi chừng. Thì dễ bị nó scam á. Hay là nếu mà các bạn mà muốn mày cho coi cái cũ không thì video sau hả? Cái cũ có đâu, cái cục đó nhưng đem đi đổi mở hả? Mở ra à, bị đổi. Cũng có đem đổi. Như mà tái chế rồi các bạn. Ờ, có chụp hình. Nhưng mà tôi có chụp hình, hopefully sẽ bỏ lên. Vậy nếu mà được người Khánh nó đi xe này nguyên quăng lên cho các bạn coi. Thì nếu như các bạn ở local mà gần những người bạn mà giỏi về xe, giỏi về turbo, supercharged á, thì các bạn nên kêu những người đó đi theo, phải không? Ừ, để coi. Nếu như các bạn lần đầu tiên mua mà không có biết, đừng nên đi một mình. Đó, nên rủ những cái người đó theo, hoặc là lên trên mạng search các bạn. Không có tốn bao nhiêu thời gian đâu, các bạn lên Google, YouTube, Reddit đó, thì những người đã đi trước họ sẽ chỉ với các bạn, thậm chí họ có những cái tấm hình siêu hơn mình nữa, sẽ chỉ là ồ cái này như thế nào đó. Thì mình chỉ khuyên vậy thôi. Thì cũng mới tậu luôn, cái này là 3/8 đồ, 3/8, tại vì đồ 3/8 của mình ở nhà đó. Wow, nó cứng gì vậy? Cái đầu 3/8 này là mình sẽ chơi khoảng chừng 15 phút pound tổng cộng. Ok, 15 phút pound. Cái này hơi dởm xíu, cũng không có gì hay ho lắm. Tại cần đồ gấp rồi đó. Nó dởm là tại vì nó dễ bị lăn lại. Tại cái chỗ mình gần mua đó các bạn, thì nó không có đúng kích cỡ anh Khánh muốn của cái hiệu Icon đó. Chứ thực ra là anh Khánh nó có một cây kia là hiệu Icon, này là hiệu Pittsburgh, rẻ hơn rất là nhiều. Mà thôi kệ, emergency mà. Này là 15 phút nào. Trải nghiệm. Một khi mà các bạn siết đúng là tự động là nó kêu cái tiếng kịch kịch. Hôm nay cũng phải tính sao cho nó siết sao cho giống như thí dụ bây giờ gì đúng không, mình để vậy nè, mình siết gì đúng không,
Một khi mà mình xiết á, mình phải ước lượng á, xiết sao á, là một khi xiết á, nó sẽ lôi cái này theo luôn. Thì mình không muốn vịnh á, thì mình vậy nè. Ok. Sao nó không đi à? Tôi nghĩ dưới cái mặt bằng nó yếu quá. À, tôi hiểu rồi. Có nghĩa là cái này á, phải mèo nó vô cái supercharger trước, vô cái xe trước rồi sau đó mới xếp. À, để nó có cái thế mà. Vô cái frame. Vô cái frame. Rồi. Thì sau khi xong đó các bạn, mình sẽ gắn cái bracket. Bracket nó có cho không ta? Hình như không. Cho luôn cái bình này. Không. Hình như đâu cho này đâu. Maybe. Để sẽ quay lại nha các bạn. Ok các bạn, thì sau khi xong á, gắn hai này xong á, thì quả thật là mình siết nó hơi khó xíu, nhưng mà mình đã siết nó cứng rồi đó. À, mình không có cần gắn lên kia, mình xiết được thôi, từ từ xiết thôi. À, sau khi xong á, thì giờ mình sẽ gắn lót thay vô. Cái này á, là những cái con ốc này nó kêu gắn ở đây nè, là cần đúng 9 foot pound, là thiếu đều muốn phân nửa cái trọng lượng mình dùng để xiết cái đó. Thì cái việc đầu tiên á, là mình sẽ làm sao cho cái lót thay này nè, cái chất màu xanh này nè. Cái chất màu xanh này nó đi vô, ok. Thì dễ khăn. Không sao. Cái chất màu xanh á thì mình dùng xoay xe nè cho nó đều, anh em chia đều ha. Ok, giờ mình làm trước hai con giống rồi. À, cái này thì cái dấu chất xanh ri sinh nằm dưới. Ok. Vô, sau khi vô thì chịu khó nhìn sao cho vô đúng gọn dặn đó, vô easy money. Đó. Để xem con. Thấy không? Dạ không sao. Cho các bạn dễ thấy luôn. Thì cái này thường thường các bạn, thì mình recommend là lúc mà mình gắn vô á, mình đi theo chiều kim đồng hồ. Ok. Rồi vậy thôi, mình sẽ xiết cho các bạn coi. Ok các bạn, thì cái bước kế tiếp á, là đây là cái mà giống như gọi là thằng em cái nó làm hay sao nó chơi sai á, là tại vì xiết cứng quá đó là nó sẽ bị hư răng. Là đây là những cái mà mình phải lấy nè, mấy con ốc này nè. Đó, mình phải lấy ra. Thì lúc mà gắn vô đó các bạn, gắn chỉ rất là ít foot pound, có 6 foot pound, rất là nhẹ. Cho nên đừng có lấy cây bình thường phải không? Phải nên cố gắng đi kiếm cây thoát ren. Cái này nếu mà cái budget bạn ít quá mà đừng có mua cây mắc tiền á, thì mua cây Khánh Lan làm được không? Thấy cũng ok không? Dạ, thấy ok. Thì có 20 đồng mà các bạn. Đó, nó sẽ vô, nó nằm vậy đó. Ừ. Chứ đừng có lười mà lấy cái cây bình thường nha, đừng có lấy cây range mà nó không có thoát nha. Đó, thấy không? Mình giờ mình xiết thôi. Giờ mình phải chét chút xíu lót thay lên nữa, lót thay lên để cho dính thêm. Ok. Tại vì cái cục này là cũng ngàn mấy, hai ngàn á. Hai ngàn mấy á. Thôi quá. Vì tiết kiệm không mua thoát range á thì ân hận á các bạn. Mệt lắm á. Ok. Ok các bạn, sau khi mình gắn đồ nghề xong là nó sẽ nhìn như thế này, cái bracket nè, thấy không? Nằm sao? Hả? Chữ chắc xanh vi sinh nằm dưới đây luôn, hiểu chắc xanh vi sinh hả? À, thì nó sẽ bây giờ đó, bước tới đây chỉ các bạn coi. Là mình trước tiên á, mình sẽ xiết con ốc này vô trước. Ốc này là hồi bữa là cái poly cũ nó không có cần, thì mình xiết vô. Ok. Ok, thì á, các bạn thấy ở đây có ba cái mẫu ốc để cho gắn cái supercharger vô, đó ba mẫu nè. Đây ba mẫu ốc, một mẫu, hai mẫu, không? Ba mẫu, ok. Ba cái mẫu ốc này á sẽ tương xứng với ba cái lỗ này, một, hai và ba. Nó sẽ đi vô cái nằm này, thấy không? Đó các bạn, sau khi các bạn gắn vô xong á là nó sẽ nhìn như thế này nè. Ok. Nhưng mà họ recommend á, đây là cái bell mới nè. Thì cái này là cái kit này á là một lần nữa là đồ xài rồi, cho nên bạn này mua cái bell mới.
thì xài tốt hơn, đảm bảo luôn. Ừ, thì lúc mà họ gắn cái cục này vô, họ kêu gắn cái belt vô nhét dưới đây trước, tại vì sẽ không có cái chỗ để cho đi được. Ok, thì đó là lý do tại sao mình nhét belt vô trước. À, okay. Thả nó dài lọc vào xuống đây, uh-huh. Rồi mình mới kết nối. Dạ, yeah. Ok. Rồi. Ok các bạn, thì bây giờ các bạn thấy đây là cái system của cái supercharger nè. Các bạn coi, cái belt nó sẽ đi gì đúng không? Nó sẽ gì đó. Ok, mình sẽ lồng vô hết rồi. Khoan, bây giờ các bạn chụp pause lại nếu các bạn định làm. Ừ, thì đó. Cái dây nó đi như thế này nè. Dạ. Yeah. Okay. Mình quay kỹ với các bạn. Ốc sẽ bắt vô đây sao, nhưng mà phải gắn cái gì vô trước đó. Phải gì vậy? Thì các bạn phải đi dây trước vậy đó. Rồi thằng supercharger nó sẽ đi xuống như nè. Cái cục lô ở ngay đây nè. Là cái rồng rọc á. Ừ. Nó sẽ đặt lên đó. Đặt lên như nè. Đặt thẳng xuống, vặt vô. Okay. Ok. Rồi tí xong mà quay tiếp không? Ừ, quay tiếp. Ok, mấy anh em chỉ, mấy anh em cho dễ. Má mình tốn cũng gần mười mấy phút mình figure ra quá mấy. Nè, cái này nè. Mình dặn qua bên thôi, ok. Đó. Thì nó dễ để cho anh em nhét rồi vô thôi. Chứ nếu không á, các bạn đừng có dặn cái này nha. Dặn cái này thì cả đời các bạn nhét hai thằng này cũng không bao giờ vô được hết. Vô đó. Má chỉ có cục này là chân lý luôn. Ừ. Nhớ nhớ nha anh em. Bữa tướng cục kia quên rồi. Một, làm cũng quên. 2, 3, nghe đây nha. Kế cục bự dưới, bên nhìn trái nhớ luôn. Đó. Nếu mà nó giúp hữu ích cho anh em thì comment dưới. Xong rồi, bây giờ mình sẽ đút rồi vô đi ship này chặt lại xong. Okay. Nói chung là cái vàng này có cục rồi đó. Nhớ make sure là vô găng hết nha các bạn. Nếu không một lần mở máy lên mệt á. Cho nên đảm bảo hết rồi. Bước kế tiếp thì tiếp theo. Bước kế tiếp là mấy thằng này nè là sẽ đi dây, giờ đi dây thôi, từ thua rồi. Xong hết rồi không? Xong rồi, cái này phân nửa rồi. Rồi thun này nọ xong. Ok các bạn, thì cái bước kế tiếp là mình sẽ bỏ cái intercooler với lại cái oil cooler lên. Thì cái intercooler với oil cooler đó là những cái thứ mà nó đồ dùng để nó giải nhiệt cho cái cục lower supercharger chung với cái gọi là giải nhiệt cho lúc mà gió nó đi vô rồi này nọ nữa, nó cooling luôn. Thì bây giờ cái đồ này là cái đồ gắn nó vô, nhưng mà thằng boy nó làm cái này cứng quá. Ok, mình phải tháo cái ốc này ra. Cho nên đây là những cái cách mà mình tháo. Là nếu mà các bạn không có cái đồ nghề này á thì cái gì gắn nó vô cái kia đứng lấy mình chỉ theo. Cho những bạn mới cái này mắc không? Này rẻ lắm, ngoài Harbor Freight mua rẻ chơi rồi. Mà phải có cái bàn để gắn vô. Này thì cùng lắm có mấy chục à. Hiện Khánh với ba nguyên chế này nè các bạn, kiếm một miếng gỗ không? Ừ. Gỗ cứng cứng. Rồi để ở trên. Ừ, ghê. Ủa cái này đã rồi, giữ giùm luôn. Giữ giùm. Cho những ai làm mình. Thì ốc này là ốc đó các bạn. Cái đầu này là đầu con ốc, gọi là ốc hai đầu, hai răng thấy không? Nó có cái đường này là đường đường này là để cho nó dừng nè. Đó, ok. Thì đây mình sẽ bắt cái con này vô. Thì mình tạm thời mình sẽ giữ cái này, ok. Giữ các bạn theo mình. Cho các bạn coi. Cái đầu ngắn á sẽ đi vô cái lỗ này ở dưới cái sườn xe đằng trước á, nó sẽ có hai cái lỗ. Lỗ ở ngoài là sẽ cái đầu ngắn sẽ đi vô. Ok. Giờ mình sẽ quất lock tie chút xíu thôi cho cái đầu ngắn. Ok các bạn, để rút gọn thời gian thì mình đã gắn cái màu xanh cái lock tie này nè, cái đầu siết ốc vô cái đầu ngắn. Thì sau khi các bạn gắn cái đầu ngắn xong á, cái răng này á nó sẽ thích hợp với cái lỗ, hai lỗ này, cái lỗ tút bên ngoài của người ngồi chứ không phải là người lái. Ok. Dặn nó vô đây. Dặn cái nào mà nó cứng thôi, dặn bằng tay cũng được. Kì mất công nó hư rồi. Ok, xong. Thì giờ sau khi có ngóc này rồi á thì nó mới có cách để nó gắn được cái intercooler vô. Giờ mình sẽ đem intercooler lại, mình coi có đủ đồ nghề không nữa, coi thằng boy nó có bỏ đủ đồ vô không nữa. Thằng boy nó bỏ thiếu nữa là lỏ hàng nữa. Ok các bạn. Bước kế tiếp á các bạn, hên là thằng boy nó đưa cũng đầy đủ cái đồ nghề ở đây, là có một con ốc, cái lông đền, tức là cái đồ chim. Thì đồ chim sẽ đi trước tới lông đền, sau đó tới con ốc, sẽ vô vào thứ tự này, vô ngay cái chỗ mà cái con ốc này mình mới gắn. Nhưng mà mình bắt ốc rất là nhẹ cho thôi, mình đừng có siết chặt gì hết. Thì dặn thế nào cứng thôi, tự động cứng thôi. Ok, cứng thôi đúng không? Thì đó, cái này á, để cho một lát á, nó sẽ móc vô đằng đó đúng không em? Thấy cái cây màu đen mà có cái rãnh không? Đấy không? Đúng rồi.
ra ngoài nữa. Cái nó rảnh đó, đó các bạn, nó sẽ móc vô. Đây này các bạn. Nó sẽ móc vô. Rồi sau đó mới siết sao. Ok. Rồi, giờ để coi kế tiếp là gì nữa. Ok. Ok các bạn, thì giống như nãy mình nói đó, cái lỗ nhỏ này nè. Ok. Cái lỗ tròn này nè là sẽ đi lên đây. Thì đơn giản thôi là có con ốc, cái lồng đờn với lại cái này đi xuống, cái này chụp vô thôi, thấy không? Đó. Rồi mình sẽ làm sao? Cái bây giờ mình làm á sẽ là bên đây mình móc nó lên trước. Để coi coi mình hơi nào mình móc được không. Hơi khó. Tôi phải cho ốc này xuống chút xíu. Nếu là nhiều khi những cái chỉ dẫn các bạn làm được theo đúng thì gớt, còn nếu không nó hơi khó đó, thì các bạn cứ việc kiếm cách giống như kiếm cách sao cho gắn vô thôi. Tại vì cái này thật sự mà nói đó, nếu mà đi theo cách của nó đó, các bạn nó hơi khó cho nên tốt nhất mình nghĩ đó, cái gì lấy nó ra hoàn toàn luôn, lấy ra. Các bạn thì sau khi Khánh nó đã gắn số 10 vô nè, nó vẫn còn bị tuôn. Tuôn hả? À, cái cây lưỡi liềm số 10 đâu rồi. Ok các bạn, thấy là smell xong cái intercooler với lại cái oil cooler ở sau lưng. Thì bước kế tiếp thì mình sẽ giờ là coi cách đi đường ống. So far hai bracket này nó giữ rất là cứng. Ở trên thì cũng có đồ luôn. So mình kéo so kéo thép thép nhẹ thôi. Không rung luôn á. Không rung luôn. Tay tôi rung chứ cái này không rung luôn. Thử đi. Nó cứng thiệt đó các bạn. Ừ. Đó. Cứng thật sự luôn á, mình kéo không nổi luôn. Cho nên anh em chạy đua rớt là được đúng hơn á. À. Anh em kéo quậy nha anh em. Rồi. Đó các bạn coi đi. Hy vọng các bạn làm được. Những ai mà mua mà bị thiếu đó. Đó. Ok, hy vọng giúp được những gì anh em. Cùng chung đam mê. Khác địa điểm. Khác giới tính. Ừ. Cái đúng. Chú đủ. Các bạn comment ở bên dưới những tiểu bang nào các bạn đang ở mà đang coi video. Mình muốn biết chơi cho vui. Tại vì sau chuyến road trip đó, thì nhiều anh em giống như bạn trên San Antonio, Huy đó thì cũng hú anh em ra Bảo rồi Hải rồi điểm danh hả? Ờ, giống như là tiếng Anh looking forward, không biết tiếng Việt là cái gì, các bạn comment dưới luôn. Là mong một ngày trong tương lai là tiếp tục sẽ còn chuyến đi road trip tiếp nữa mà. Như Khánh đi, Nguyên đi thì hy vọng gặp anh em tiếp tiểu bang khác nữa. Rồi giờ tiếp tục là gì? Giờ hả? Ờ. Tiếp tục là đi đường ống. Ok, để xong rồi. Đường nghề đầy đủ luôn đã. Ừ. Giờ trước khi các bạn đi đường ống thì Nguyên quay lại một lần để nhắc nhở cho các bạn. Những ai mà đang làm đó thì trước khi đi đường ống tiếp thì make sure là dây đi đúng hết chưa? Đó. Đặt con sò đúng hết chưa? Thì mình nhắc nhở lại thôi, thì sau đó là mình chuẩn bị bắt tay vô đi đường ống. Các bạn, đây là một cái chỉ dẫn nó gọi là phải mà quá hóc búa luôn, đọc chả hiểu luôn. Mà video trên mạng cũng thiếu nữa, cho nên đây là mình sẽ chỉ cho các bạn. Vì nãy giờ ngồi mò cũng khoảng chừng 50 phút, ok. Trước tiên là tháo hai con ốc ở trong đây ra, hai ốc này là ốc 10, ok. Trong đây nha, nhớ. Cái này là cái đồ để cho châm nước vô cho cái coolant, cái nước giải nhiệt cho nó. Tháo này ra nha, tháo hai ốc này ra. Hai ốc ra, ok. Tại vì mục tiêu của nó đó là nó muốn cho cái này làm sao nó nằm thấp xuống xíu để cho cái ống nó đi ngang nó không có đụng. No, mục đích. Mục đích. Ừ. Thì bây giờ mình tháo tiếp hai cái này. Các bạn coi kỹ nha, tháo tiếp hai cái này. Ok. Sau khi tháo xong á, cái này á, coi này nha, nó mới lấy ra được. Thấy không? Thấy không? Nó lấy ra được nè. Rồi, trước tiên các bạn thấy nó nằm trên nha, cái này nằm trên, thấy không? Thấy. Lấy ra, đúng không? Lấy ra xong rồi á, mình biết làm gì không? Để vô lại ở trên. À được. Ấy vậy. Để cho nó đẩy xuống chút xíu. Tụp không? Ờ chứ mình không có di chuyển cho khác được. Không, mình chỉ mua nó lên trên thôi. À, thêm một cái mẹo mà không ai biết nữa. Trên cái chỉ dẫn ghi không có rõ. Phải nhìn hồi mới ra. Ừ, ngồi mò hết rồi. Đó, thì các bạn mới thấy nhanh quá thì trả lùi video lại xíu các bạn.
Nè, giữ gần cho coi đó. Cho nên các bạn mà coi những cái video làm xe nên coi kỹ chứ đừng có trả qua. Mà Nguyên với Khánh rất là bực tức khi mà những cái người mà làm YouTube mà chỉ giống như vậy thôi, chỉ nói là chia sẻ thôi chứ đừng chỉ, phải không? Có nhiều người họ quay sơ sài đúng không các bạn? Họ cắt rất là nhiều. Nó cắt xong cái nó nói ê mấy nãy tôi cắt nghe cái này rồi, nhưng mà như tụi bay làm gì đó. Kiểu họ lười á. Với lại cái tâm lý của cái người làm video đó các bạn là như là sợ những người coi, những khán giả sẽ không coi cho nên họ cũng lười theo luôn. Đó là một cái nguy hiểm. Cho nên đó lý do mà các bạn thấy Nguyên với Khánh lúc nào cũng nói nhiều, quay nhiều, không bao giờ cắt để ro thật là nhiều. Lý do là lại như vậy đó. Những ai làm xe sẽ hiểu. Sẽ hiểu vấn đề đó. Bực lắm, tự nhiên đang coi xong cái họ cắt cái bụm cái ủa rồi sao, làm sao, làm sao. Đặc biệt là những bạn mới chơi xe, mới độ xe rất là khó chịu. Cho nên Nguyên với Khánh học hỏi những cái kinh nghiệm của những người làm video đó rồi, cho nên đó là lý do mà tại sao video lúc nào cũng dài như vậy. Nếu mà bạn coi hết, các bạn sẽ giỏi. Thì biết nhiều hơn. Cho nên những ai mà than phiền video anh dài quá này nọ thì xin lỗi, chịu thôi các bạn. Này mục đích là giúp cho những bạn nào cần thiết làm. Do it yourself, tự làm tại nhà. Thì những cái chi tiết nhỏ nhặt này đâu có ai ngoài mà chỉ mình đâu, họ chặt tiền thấy mẹ luôn. Nên mình phải làm thôi, mình phải học theo. Các bạn thì giờ Khánh tìm cách gắn, rồi một hồi mình sẽ trở lại. Khi mà gắn xong thì mình cúp để cho các bạn đỡ ngán. Ok các bạn, thì hai con ốc này là mình xài lại ốc thường của nó. Mình sau khi gắn xong mình thoát nó xuống 9 foot pound, xiết nó lại thành 9 foot pound. Hai con ốc cũ của hai cái cục ngay đây á là nó ngắn, nó có hình như có 10mm. Thì thường thường thì họ recommend 20, 25, 30 gì đó. Thì vì lý do mình không có ốc 20, 25 cho nên mình xài đại ốc 30 không sao hết á. Cái mục đích của nó đó là mình ghim nó xuống đây đúng không? Mình ghim vô xong thì nó sẽ xuống tới dưới luôn. Để chờ chắc có thể cho Nguyên quay. Và thấy nó xuống tới dưới luôn. Lúc dặn thì tao tua lên. Tao quay đứng này không? Muốn camera xuống này không? Xuống tới dưới này. Gặp không đi. Nè. Hai ngón tay rồi. Tại vì con ốc nó ngắn quá nó xuống không được. Và nó xuống gì không phải là nó dính đâu các bạn. Cái gì cho nó xuống đây đúng không? Đó. Thì quan trọng là mình phải xiết thêm cái con nết ở dưới nữa. Tán nó vô dưới đây nữa. Để nó giữ lại không? Để nó giữ lại. Là cứng luôn á hả? Tại vì cái này nó chế. Hôm nay cái kit nó cho ốc nhưng mà thằng boy là một lần nữa lại là thằng boy nữa. Không có thiếu nữa. Ừ, thiếu nữa. À, chắc lúc tháo gà phá nữa. Tôi không biết nó làm gì luôn đó. Ừ. Mà các bạn cũng phải cảm ơn anh chủ xe này là anh chủ đẹp trai nam. Tại vì cũng nhờ ảnh sacrifice, là hy sinh làm chuột bạch, bị mất nhiều đồ đó các bạn thì mới học được mới nên một cái tác phẩm video như thế này đó các bạn, là do it yourself, làm tại nhà. Xe này một lần nữa thiệt, nói thiệt cũng rất là cảm kích Nam rất là nhiều. Nguyên nói thiệt là tin tưởng thằng Khánh, là tại vì cái này bạn phải tin tưởng bạn mới đưa làm á, chứ không phải giỡn đâu các bạn. Máy móc mà Khánh với Nguyên làm xe chỉ là sao giường thôi, đâu phải danh tiếng hay là cái mẹ gì đâu. Mà Nam chơi rất là được, tín nhiệm, giao hết cho Khánh luôn các bạn. Như là quăng xe đó rồi muốn làm gì làm á. Rất là cảm ơn Nam một lần nữa. Thì các bạn cũng nên, những ai mà chuẩn bị làm tại nhà mà nhờ video này làm được đó, cũng cảm ơn Nam đi các bạn. Đúng rồi, cảm ơn Nam.
chứ không có em trai kia phá thì sẽ không có một cái tác phẩm video như vậy đâu. Nếu mà Nam có coi thì thank you Nam một lần nữa. Và Nam cũng tốn rất là nhiều tiền cho cái project này, tại vì đổ máy móc này nọ tốn tiền lắm các bạn. Cho nên này là nguyên quảng cáo free luôn. Những ai ở quận Cam phải không? Những ai ở quận Cam thì Nguyên sẽ để cái địa chỉ phở của Nam dưới đây, quán Food to Go của Nam. Thì anh em ghé ủng hộ ha, ở gần thành phố đó mà coi kênh đó các bạn thì ghé ủng hộ Nam đó. Để Nam có thể có thêm chi phí làm trong những project kế tiếp. Tại xe này còn làm tiếp mà các bạn, đâu có ngừng ở đây đâu. Thì hy vọng anh em share, chia sẻ video này, mặc dù anh em coi cho vui chứ không phải là làm xe. Thì mong các bạn chia sẻ kênh như video để cho nhiều người biết đến, để cho có thêm nhiều view, để có một cái gì đó để cho Khánh nó có động lực các bạn. Và không phải là cái gì nữa mà là giống như nhiều người biết đến, nhiều bạn mới chia xe biết đến mà ở Cali các bạn đã chia biết không, để họ mang xe đến thì tụi này đâu có giàu có đâu mà có xe để đem cái dọc phá hoài. Thì hy vọng có nhiều khách hàng hơn để giống như là nhiều xe mới lạ hơn để Khánh nó có thể làm, cũng như là sẽ cho ra đời nhiều cái video DIY, do it yourself, tự làm tại nhà đó, tự chỉnh tại gia tự chỉnh tại gia đó. Đó là cái ao ước của Nguyên và Khánh đó các bạn. Là tại vì không biết dạo này thầy thấy cái kiểu do it yourself, tự chỉnh tại nhà thì tiếng Việt rất là ít, tự chỉnh tại gia Nguyên với Khánh search trên mạng thì rất là ít trên YouTube. Không biết các bạn, nếu mà các bạn biết thì các bạn comment bên dưới. Thì đó, hy vọng giúp anh em vậy thôi. Công nhận chắc Sunny chuyên chế hay ha. Cái lúc đầu á mà không có đổi nó xuống á thì cái này nó nằm ở trên, đổi xong rồi thì hụt xuống. Để cho mai mốt đi đường ống, đi đường dây ngang á, nó gọn hơn. Hay quá. Giỏi. Ok, kế tiếp. Coi cái cua âm chân kinh này tao quá nhập mao. Nếu mà các bạn thấy cái này mà bị mờ hay gì này nọ, làm một cái trick là các bạn để cái tên của cái sản phẩm phải không? Rồi đánh chữ PDF trên Google, manual, nó sẽ ra install manual PDF này. Thì các bạn coi trên phone iPad luôn. Kế tiếp là phải tháo cái quỷ này ra nè, mà chỉ dẫn cũng cũ đủ luôn. Rồi trên video cũng không có luôn, cho nên phải đọc thôi, cho nên các bạn đọc thấy mẹ gì nè. Nên là thay nguyên cái cục bình này nè, thay nguyên cục này. Ok, cục đựng nước nè, thấy không? Đu hai mình mới luôn hả? Ừ, hai cái đó với lại cái aftermarket của Jackson BC. À, để cho không có bị đụng va chạm với đường ống. À, đường nó chế riêng luôn hả? Nó là khi mà mua cái kit này nó có luôn á. Nó kèm theo. Sao để khu lành gì kìa. Rồi, tí gặp lại. Thì các bạn như mới nãy mình nói là phải tháo cái bình cũ thay cái bình mới, tuy nhỏ nhưng mà có vỏ. Thì bây giờ phải tháo, là tháo ngóc này ra. Nghe như của âm dương thiên ghi thì tháo ngóc này ra xong sẽ không xài lại, cho nên sau khi tháo xong vứt đi. Đúng ghê. Rồi kế tiếp là lấy nguyên cái cổ ngỗng ra, nguyên cái cổ á là dựt nguyên cây này lên, cứ cái dựt thẳng đó luôn. Mua nó vòng vòng là ra cái cổ này. Ok, này giữ lại. Cái này chắc có thể giữ lại để coi đúng không. Đâu đâu, cái ống nó sẽ đi vô đây nè. Ok, rồi tạm ngưng video để học tiếp. Ok các bạn, kế tiếp á là các bạn đúc con tục vít vô đây, từ đầu này đẩy nó là ra cọng dây đúng không. Kế tiếp á là remove cọng dây này ra, giật dây ra. Đây là mấy cái dây sensor để nó báo cho biết. Và mình đoán không lầm là một khi giật dây này là nước nó xì ra. Không có đồ hứng hả? Thì nghĩ cái đồ thay nhớt. Định hứng này hứng là để refill lại. Refill lại mà không biết chắc đâu có đủ bình đâu mà hết bình rồi. Kiếm cái gì vậy? Nó tháo dây này ra nè. Nói chung là mấy dây này tôi nghĩ mai muốn nó transfer qua với bên cái bình mới hết. Ok,
Thì bây giờ giây phút định mệnh á, là hình như dịch này là nước nó xuống nè, để coi có đúng không nè. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ông ấy mà xuống chậm ha. Cái ống nhỏ quá. Chứ là cái tư thế của nó không có rớt xuống nhiều, nó không có chút xuống. Thôi bây giờ là nó ác thì dịch, dịch cái này ra là nó ra nè. À, nguyên cục sensor. Ừ, chơi không? Vậy là sensor sẽ transfer qua cục kia phải không? Ừ, chơi. Chơi thử, từ từ. Từ từ thôi nha các bạn, cẩn thận. Ướt người á, tại vì nó có cái ngàm hết trơn rồi, mình phải dịch cho đúng. Bị kính xe. Bạn dừng từ từ nha các bạn. Tại cái này là cái cục. Tại cái này là cái cục sensor á. Cho nên đừng có làm hư nha. Từ từ thôi, đó nhằn nhằn giống Khánh vậy đó, mò mò thôi. Đừng có mà ham mà giật bật một cái nó hư một cái là tốn tiền thay cái mới. Tôi nghĩ hơi khó. Ừ. Cho nên phải giật này, cho nên phải cho nó xuống từ từ. Chờ đợi thằng em nó tàn cái đó thì mình sẽ gắn cái bracket này. Đây là một cái của Jackson Racing Design bracket. À, mình nghĩ là nó sẽ bắt vô bên hông gì, nó dè xuống để cho cái bình này nằm bên hông gì. Ok. Bây giờ đây là cái mối nối của nó. Nằm đây, điện thoại. À, thấy không? Và những cái thứ được bắt, dùng để bắt á là những cái con ốc nhỏ nhoi này thôi. Thầy của mình này phải dọn lại chứ không phải là lúc đó không có chỗ đứng. Dạ. Không có chỗ đứng làm việc luôn. Dạ các bạn. Lúc mà dọn về nhà là anh em tới đưa xe làm. Không có giờ làm cái này luôn. Xong cái video mà Nguyên chuẩn bị làm lại giờ phòng dài xong là anh em sẽ có content coi dài luôn. Những ai mà chơi xe mà muốn chơi dài thì các bạn coi cho vui. Xong cái đó thì Nguyên sẽ dọn lại cái này, để thứ tự đàng hoàng hết, để cho dễ kiếm với lại có chỗ đứng các bạn. Làm xe này nọ rồi quay cho nó đẹp. Còn không thì Nguyên đang kiếm cái warehouse để làm xe, anh em biết thì liên lạc. Nó chơi thôi, salon quá. Em mà muốn tài trợ thì liên lạc. Ngủ đó luôn. Đấy, nó ngủ luôn. Chiếc đẩy kêu năm quán nó nhà giàu làm thành gọi là cái gì đó, go nhà xe luôn. Nhà xe luôn á, là nhà luôn, ngủ luôn, giống như phim Breaking Bad đó các bạn. Ừ, nhà xe luôn. Đúng rồi. Mướn water tới. Trả 3 mil trong vòng 3 tháng. Mấy cái bình này chắc chắc tới mai hôm nay không tới rồi, hôm nay làm này không tới rồi. Lý do các bạn thấy Khánh mặc nhiều áo khác nhau là làm nhiều hàng khác nhau các bạn. Tại vì những cái project lớn như vậy phải take time làm. Mà tại vì còn thiếu đồ đúng rồi. Cái này là các bạn nên nhớ là thiếu rất là nhiều đồ và phải chờ mấy ngày hàng mới ship này nọ rồi. Với lại phải đi săn nữa. À. Rồi chưa kể là Khánh đã đi làm buổi sáng nữa các bạn. Làm 8 tiếng đồng hồ. Xong rồi về nhà rồi mới bắt đầu là bài binh bố trận ra. Mà 5-6 giờ chiều bắt đầu tối rồi. Giờ nè. Ốc này nằm sau lưng để xíu. Nhưng mà mỗi lần mà các bạn thấy bật một đồ khác nhau á, các bạn thấy mỗi cái chớp lúc mà làm á là Khánh đã làm trọn vẹn luôn không? Hiện tại là khoảng 10 giờ đêm hơn rồi. Sắp rồi. 10 giờ. Nhưng mà xong cái này chắc 10 giờ hơn. Rồi lại phải đi ngủ rồi mai đi làm tiếp, rồi tiếp tục là làm cái này là trong tuần luôn các bạn. Từ thứ hai chạy dài cho đến cuối tuần luôn á. Cuối đó là lý do mà những cái project nhỏ như là gắn đuôi, gắn cản, gắn này tùm lum tà la đó, đèn ruốc rồi đó, thì sẽ nhận làm thứ bảy chủ nhật, là tại vì lúc đó rảnh làm nhanh. Còn cái này thì phải ít nhất một tuần nó mới xong, nếu mà có đầy đủ đồ đó, không phải chờ đồ, tại vì mỗi ngày ghĩa một chút các bạn. Kế tiếp là gắn sensor vô đây nè. Một sensor đang bị dính rồi, cho nên coi như là
Hình như hôm nay là coi như xong rồi, tóm tắt video tại đây. Rồi ngày mai chúng mình làm tiếp. Ngày mai chơi tiếp, ngày mai để coi làm cái gì đó. Xuống cũng được phân nửa rồi các bạn. Giờ mình cũng gọi là mình đoán chừng những cái giai đoạn nào mà nó sẽ có một cái gọi là phức tạp đó các bạn. Là mình đoán là cái lúc mà đi đường dây á, đường ống á, intercooler rồi nọ đó, mấy này nè, là sẽ phức tạp, là phức tạp ngay đây nè. Tại vì đi xuống ở đây nhiều khi nó đụng. Là đi cái đường ống từ đây nè, qua đây nè. Đó, đi xuống đây nè, cong xuống như nè. Nhiều khi cong đây nó đụng cho nên phải chứng cách đi cho đúng mới gắn đèn như này được. Cho nên cái đó phải điều tra thêm. Các bạn nhớ coi kỹ lúc đó nha. Tại vì gắn đèn cũng là một cái vấn đề đó các bạn, chứ không phải giỡn đâu. Nó còn cái xong rồi gắn đèn. Còn không thì Nam chơi mất một đèn đi Nam. Chơi một để đèn gió vào. Gắn kéo nhanh đây luôn, đếm cùng nó này. Okay. Nam nói làm đau tim. Quá. Đó thì chắc giờ thôi hả? Rồi khi nào có gì mới mẻ quay tiếp không? Cái gì mới mẻ quay tiếp. Bình lọc ra, bình đựng nước cooler ra. Mấy cái bình này nó làm nhỏ hơn nhiều ha. Làm nhỏ nhiều. Nó không có rộng bằng, không biết sao nữa. Để cho nó đủ đủ space, nhưng đủ mà đủ space á. Nhưng mà vấn đề thiếu nước không? Không, nó sao. Nem là gọi là tay đua mà đâu có. Hết thì đổ nước lọc vô thôi. Đây có cái wrench không ơi? Right here. Cái này đủ dài không? Nó có hai con ốc luôn. Một con trong đó đó các bạn. Một con ở đây nè, con một bên ở đây. Ở trên đây một cái nè. Bên phải dưới đây cái nè. Bên trái ngay khánh cái. Như cỡ khoảng 3 con. Con này thì các bạn phải lấy attention. Đồ nói. Hình như nó bị xoay rồi. Xoay không? Không. Một con đã ra. Giờ Khánh nó sẽ dùng cái cây tự động luôn. Còn con đây nè. Đó. Màu đen. Vô chưa? Rồi. Vô chưa? Good. Phải không? Chừng cỡ cái bình. Đó giống như Khánh nó làm, các bạn make sure các bạn lấy cái sensor ra trước khi mà các bạn tháo bình nha. Rủi nó đùng một cái gớt một cái xuống dụng nước hay cái gì đó là hư cái cục sensor, mất công mua lại phí thời gian. Để đảm bảo an toàn lấy hết tất cả các đó ra rồi tháo cái bình riêng ra. Chuẩn đi. Nghe không? Đó. Hết rồi hả? Xong rồi đó. Cái này là sợi dây mà để nó rút nước rồi nè. Đó các bạn thì hình như là hai con rồi không? Hai con đó. Là tháo mấy cái đồ kia nè. Mình chỉ chi tiết luôn rồi đó. Ok. Thôi các bạn, hôm nay là ngày mới. Thì hồi bữa là mình kết thúc video là phải chờ đêm hôm qua là phải chờ cái này. Đêm hôm bữa chắc là phải chờ cái này cho nó rút hết nước. Thì rút rồi thì mình mới giật cái kia qua. Mình giật được cái cục sensor này ra rồi mình gắn vô cái mới rồi đúng không? Đó. Thì lúc nãy chờ Nguyên ra quay á thì Khánh có dọc dọc cái throttle body này nè. Dọc dọc chơi cái throttle body với cái tubing bên kia. Mà một lần nữa lại phải chạy mất thời gian đi không đi vô nữa là tại vì thằng em á nó làm sao mà cái này nó siết quá á. Bị cong rồi. Cái này nó bị cong rồi, thấy không? Nó siết hết được rồi. Đấy các bạn. Mới là nhìn cái vòng tròn này nó không phải là vòng tròn nữa là nó là bị oval. Thì lúc siết á, siết hoài nó siết không được. Cho nên đáng lẽ bữa nay đi luôn đường ống nhưng mà thằng em nó làm khổ mình quá. Cho nên thôi thì mình quay lại cái vấn đề chính đi ha. Làm mấy cái này. Qua các bạn, đây là một sự khác biệt luôn các bạn ơi. Cái bình nước lau kiến từ bự thành nhỏ luôn. Thì chắc Nam sẽ dùng cá lau kiến.
Tôi mua cái lo kia quăng lên. Trong khi chạy quăng nó lên để nó làm. Okay. Thì tôi nghĩ là bây giờ chắc phải tháo cái này ra thôi. Hay là cái này vô thẳng luôn thôi. Đâu có chứ hả? Tôi mới vậy là nó nằm quấn quấn như thế nào? Thì là ống này. Maybe nó. Giờ là anh em Liberus lại tiếp tục biến chế nè. Thằng này biến chế. Đúng rồi. Cái này nắp dặn ha. Dặn. Em này vô luôn hả? Sâu vô. Dạ yeah, chắc nó nằm. Với lại cái này lúc đầu Nguyên quên, Nguyên cứ tưởng nó là radiator nước, nhưng mà cái này nước cũng không quan trọng. Mà làm là cho đúng rồi. Xe tôi không có luôn á. Hay đó. Không có bình luôn. Ừ, tại vì hồi bữa đem lên shop nó làm xong á, cái nó quên mua bình mới. Cái tới giờ quên. Thì đang chạy đua thắng lại dừng đổ xe lấy chai nước lọc đổ lên. Dài quá không được. Ủa wow. Không cho cái ống khác hết hả? Cái này phải figure out nha. Để coi. Thì cái màu đen này. Còn không bỏ này luôn Nam ơi, cho xe nhẹ hơn được thêm 500 pound. Delete luôn. Ừ. Giảm được 500 pound. Nó đâu có vô đâu cả. Được lên 20 mã lực. Tôi nghĩ không đúng rồi. Hoặc có thể là phải mua cái cây ngắn hơn không? Không biết nó có bán rời không? Không, không phải cái cây. Mà là cái cổ. À cái cổ cũng vậy hả? Ờ cổ vô rồi nè. Mà hơi bị lỏng không? Ờ. Ủa sao quê vậy? Vậy cái đứa nắp quỷ này làm chi? Nắp quỷ này vô đâu có vừa đâu. Đi ngược lại, ngược lại. Nó. Ờ cũng vậy đó. Tại vì cái nắp nó phải trét vô đây đúng không? Ừ. Ôi vậy đi đường trước đi, ở cho người vô chơi trước. Dính không? Mà không có dính. Không vô rồi đó, nó vậy đó. Tao nghĩ cho này vô đèn. Gán vô thử coi. Lại bị chơi nữa hả? Nhét nhẹ vô. Như đi méo vô. Đúng rồi đó, phải đi vô. Không được nè. Ok các bạn nhớ check cái ốc nó cho đó. Thì bây giờ là mới nãy á, là nó có cho mình con ốc dài thì nó bắt vô một cái lỗ ở đây có lỗ răng nè. Sorry các bạn, cái đèn sắp hết pin. Ở đây có cái lỗ răng nè, là mình dùng ốc mới. Nó nhỏ cỡ này nè, ok, nhưng mà nó dài. Để nó bắt vô trong đây. Rồi sau đó con ốc mà nó cho riêng á là cái này nè, là để mình bắt vô cái phần lỗ kế bên. Thì thấy được không? Thấy. Cái lỗ kế bên á thì nó không có răng. Okay. Thì làm cái clip nhỏ này để các bạn tiết kịp thời gian khỏi phải đi kiếm ốc. Nó cho trong cái bịch xanh. Các bạn cứ lấy. Đó, cái lỗ kế bên thì nó bắn ốc vô xong rồi không? Hai cục vậy thôi. Ok. Ok các bạn, thì bây giờ nàng Nguyên qua đây nè. Mình sẽ cho các bạn coi cái setup của nó. Mình đón trước nha, tại vì so far là một lần nữa là thường thường mua mà kiểu như có sẵn ống gắn sẵn thì nó hơi nhức đầu xíu, là tại vì mình nhìn mình hơi lo là người này gắn đúng hay không á. Nhưng mà mình đoán chừng mình coi theo hình á thì mình nghĩ nó vô vậy nè. Có nghĩa là thằng em này á nó sẽ vô cái intercooler ở dưới. Rồi thằng này á nó sẽ đút từ cái headline này, nó sẽ đi đường này. Cả đây đi lên đây. Ok. Bây giờ mình sẽ gắn vô xong rồi cho các bạn coi sao. Ok. Rồi, nói đi. Giờ là mình sẽ tháo này các bạn ơi, tại vì nếu mà một khi đút nguyên ống vô thì nó hơi khó. Ừ. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi. Dính đây nè các bạn. Live luôn nè, là mình sẽ đi cái đường như thế này nè. Nó gắn như thế này. Chỉ đi. Mình kiếm cách sao cho nó vô. Ok. Chứ đi đường kia nó hư ống á các bạn. Đúng rồi. Gãy đồ này nọ rồi phải order nữa mệt lắm. Đây nó không có vô luôn á. Vô. Cho người vô trước đi. Ok. Mình vô từ món một. Mình vô từ hướng này đi. Ok. À mất công một xíu. Đó. Còn hơn là hư gãy. Phải order mệt lắm. Cũng như chơi Lego thôi. Đó, nhìn nó như thế này các bạn đó, đi nè. Sau đó giáp lên đây. Lên đây. Lên đây đưa lên đây. Ok. Là nó sẽ vô đây nè phải không các? Ừ. Cái đây các bạn. Yeah, hình như nó, hình như vô đó. Nhưng chỉ đón thôi, hồi coi thử như thế nào.
bị thằng boy chơi nữa là tại vì cái này nó nằm đây đáng lẽ hôm nãy là các bạn thấy á, mình siết vô quá dễ luôn đúng không, nhưng mà mấy cái đồ này là có vài cái mà nó phải tháo ra tháo vô, siết ra siết vô á, coi như là bị hư nữa rồi. Là như ngay những cái món nói mà mình dùng cái này nè các bạn để mình tháo gỡ đó, nên Khánh recommend các bạn, khuyên các bạn nên mua cái mới coi nè, xài lại không được. Nó cũng giống, nó cũng sensitive, nó cũng nhạy cảm giống như là cái gasket của mấy cái bô vậy ha. Cẩn thận các bạn, tại vì mình chơi boost á, mấy cái này phải siết chặt á, nếu không là mệt á, liếc á. Ở dưới đây không có gì giữ nữa, tôi không biết dưới đây có cần clamp không nữa, thôi luôn, tại nào không có gì giữ nữa, tháo ra nó vô được. Cái này là cái bypass valve nữa. Ác là made in Germany luôn. Ủa là ở đây đó. Đu mới là nó có sẵn trong đó luôn. Ừ, có sẵn, sẵn. Xe tôi cũng có một cục luôn á. Okay. Còn turbo thì mình phải gắn riêng hả? Turbo là... Cho nên bữa tôi gắn riêng. Turbo chiếc hồi bữa nó có sẵn 3 cái sao á. Là stock. Cái đó là... Đúng rồi. Cái thằng bung bà đó hình như không phải là blow off đâu. No, nó bài... cũng là bypass luôn. BPV. BPV là BPV, bypass valve. Tại vì blow off valve là nó sẽ bắn air ra khỏi vũ trụ. Còn kia là flutter. Là nó ngược lại, nó làm e mạnh, cái nó đẩy vô ngược lại. Thì nếu vậy thì boost nó sẽ mạnh hơn. Còn bypass là bắn ra để cho nghe tiếng cho phê. Đúng rồi. Đó thì một clip nhanh như vậy để khuyên các bạn nên đi mua những cái clamp mới đi. Coi như cái này chả làm được về hết, phải đi mua clamp. Nhạy cảm lắm các bạn. Đúng rồi. Đó các bạn, chạy chết mẹ luôn, 3 tiệm luôn các bạn, phí thời gian luôn. Má cái này quý hơn vàng nữa. AutoZone, O'Reilly sold out hết rồi các bạn. Không có cái đúng kích cỡ này nè. Mà cái hộp này nó bán cũng rẻ thiệt, nhưng mà cũng có mấy cái rồi không. Có khi không đủ á. Đó, cho nên mua nè các bạn, 6 đồng thôi, 7 đồng thuế luôn. Rẻ hả? Rồi một hộp. Có hết tất cả luôn. Cho nên nó chỉ còn đúng 2 hộp thôi, Khánh bắt buộc phải lấy 2 hộp. Là tại vì bây giờ mà thiếu một cái nữa là phải chạy dựng ngược đi nữa là mệt lắm các bạn. Mà tới đó nó sold out nữa là thúi luôn. Đó thì trong thành phố gần chỗ Nguyên ở nhất là chỉ có 2 hộp duy nhất còn sót lại mà thôi. Đi hết 3 tiệm gần 1 tiếng đồng hồ, no, 1 tiếng đúng luôn các bạn. Chỉ để mua mấy cái này thôi. Đó cho nên làm xe lâu lâu nó có nhiều cái vô duyên vậy. Cứng cáp luôn kìa các bạn. Đó thì Khánh nó mới đi cái đó vô rồi đó. Rồi kế tiếp. Cái ống bên trên. Mày chắc thay mẹo luôn đi thôi. Thay hết đi để cho đảm bảo mình. Tại vì mình tháo mà. Đúng rồi. Đó thì Khánh khuyến khích các bạn những cái đổ mà connect mà mình sẽ siết ra siết vô á, nên thay mới đi các bạn. Nếu mà các bạn mua mới rồi thì nên thay hết luôn. Không có đáng nhiều hết, nhưng mà lúc chạy kéo rồi nọ dễ hơi bung lắm. Nếu mà xài use. Giờ phải. Cho các bạn biết cái tiếp là lại một lần nữa là chỉ dẫn nó hơi mơ hồ, cho nên mình chỉ luôn cho các bạn. Các bạn thấy cái O-ring này không? Cái lúc mà các bạn mua đó, không biết là cái ring nó có nằm ở trong đây không, ok. Mà nếu nó không có thì các bạn nhét nó vô cái lỗ này. Nhét vô lỗ này. Thì nó có rãnh chính giữa này thấy không? Nó sẽ nằm chính giữa này. Ok. Sau khi nó vô xong á, thấy không? Thì thằng này nè, ống này nè, có cái đầu này nè. Sẽ vô đây. Rồi vậy thôi. Để cho nó giống như là rút gió ra thì cái thằng này á nó sẽ bắt vô đây. Ok, thằng này sẽ vô đây. Thằng này đó sẽ vô ống này. Thấy không? Okay. Thì vô cái bypass valve. Rồi sau đó nó mới trả ngược lại là vô cái ống này. Ok. Thấy không? Nó tùm lum nhớ không? Đó, từng bước vậy các bạn nhớ bấm pause lại. Rồi các bạn follow up, các bạn làm nghĩ, theo. Tôi nghĩ thằng này cung này nó gắn cái này vô đây là xài mình cái lỗ vừa đó. Nghe cái này nó vô đây á. Thử coi. Oh no. Không gì được. À cái đồ này bự, thằng bớt hơi nhỏ. Ok các bạn, đây là cái Rotax Reservoir Oil. Thì mình sẽ đổ dầu Rotax vô đây. Cái bình dầu Rotax ngay đây nè, sẽ đổ vô nó là nước màu xanh để cho làm cái oil cooler, cái blower nó mát, nên nó good, nó trơn. Không có bình này sẽ là một cái thảm hại. Okay. Thì lỗ trên lỗ dưới. Ok.
lỗ trên. Mình sẽ bắt cái kia vô. Rồi, tháo nắp này rồi chứ. Cái red on, brand new. Tháo này ra. À, cái đó là đi cái thước không? Rồi gắn này vô. Một con long đền ép, long đền đồng. Đây là ốc lỗ. Ok, đi vô đây. Ok, xếp xuống. Vô ha. Mình sẽ xếp sao ấy, mà cho cái này nó hướng ra. Cũng như cái hình nó hướng ra ngoài vậy. Quên anh. Nguyên nhà này là quên comment reply. Nhiều bạn hỏi đồng hồ này là đồng hồ gì? Cái này là mà Nguyên chưa có reply. DW1000 hay sao á. Cái này là G-Shock Mud Master. G-Shock Mud Master. Giờ nó ra Mud là bùng sình phải không? Bùng sình á. Bây giờ nó ra loại loại 2000 nữa, Mud Master 2000. DW2000. Có gì Nguyên để cái tên lên cho các bạn. Hình như đúng không? Để search lại. Cái gì đấy. Feedback xài ngon không? Ngon về luôn. Thích hả? Dạ, thích. Cái này các bạn siết nhẹ hơn ra, siết mạnh nó là bụng á. Đúng rồi. Đại đại nó mới nhẹ quá. Cái này dùng torque wrench luôn không? Má cái torque wrench này dởm. Cái này không ngon. Đúng là hết kỳ. Nó không có kêu rạc rạc. Mà chịu thôi, rẻ quá. Kia mắc quá các bạn. Kia này của nó. Rồi cái này xuống. Đấy. Thì đây là một cái đường dẫn ống. Rồi ống nó sẽ đi vô đây. Rồi kế tiếp mình sẽ gắn thêm ở dưới luôn. Sẽ đi đường dưới. Rồi sau đó gắn mấy cái bracket này vô. Nói chung là gắn mấy cái đồ mà kẹp vô á. Là các bạn sẽ thấy luôn. Ok. Đây mấy đồ kẹp nè. Ok, chờ xuống gắn cho các bạn. Ok các bạn, thì đây là cái cục đựng dầu Rotex. Thì sau khi mình bắt mấy cái này vô xong á, thì mình sẽ dùng nó để mình gắn nó ngay đó. Ủa mà có chỗ gắn không trời? Thử coi. Chỗ nó gắn tuốt sau lưng này luôn á hả? Gắn ngay đây vậy hả? Số tục đi. Còn ngay đây á hả? Trời, cái dây như sensor đó bị đụng á. Ủa nó gắn làm sao này á hả? Lấy mấy dây ra. Có cái spray cho nằm yên luôn. Sao bị méo hả? Vòng 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 thôi. Có nghĩa là nó sẽ dùng cái này nữa các bạn. Nó dùng lại con ốc màu đen này nè. Sẽ tháo ra. Ốc số 10 nó vô. Để bỏ nhạc. Nói gì nữa các bạn đủ kiểu không được. Hả? Nói con người nó trời đủ kiểu không các bạn. Nằm đủ kiểu. Các bạn tháo cái cover này ra đúng không? Sau đó mình sẽ remove cái ống này. Cái ống này là cái vacuum line để hút. Hút khí được. Đấy, remove này cũng là cẩn thận á, nhưng mà dở rồi. Tại vì cái này là nó nằm dưới đây rồi. Thấy không? Đâu. Hút tiếng gì kìa. Oh man. Không được. Nhớ lại hồi bữa làm WX sao nhớ là đúng rồi. Ủa mà búng mà bóp vô tài. Phải lấy kim mỏ nhọn. Kim mỏ nhọn đâu. Làm này cẩn thận nha các bạn, nếu mà các bạn chưa có kinh nghiệm nên đeo mắt kiến. Mấy cái clamp này nè, nó lâu ngày nó giòn á. Cái bóp quá đó thì nhiều khi nó gãy á. Gãy. Gãy gì? Đó. Còn không hãy nương lại. Nó mang mắt kiến nữa không, nó búng vô mắt đuôi. Khi địch nó bay vô mũi. Tôi thua cái này luôn rồi. Rồi nói đi. Ok các bạn, trước tiên cống nó đi đường dưới đúng không? Mình
kéo hai này xong cái mình giật cái phần dưới ra trước thì nó dễ hơn, nó có thế giật hơn. Rồi sao các bạn đúc cái gì dẹp dẹp vô đây á, mu nó vòng vòng, mu thấy cái nào mà nó có một cái tiếng giống như vậy. Đó là được hết. Thì nhúm nhít vậy nè, thấy không? Rồi bắt đầu nó lỏng là tự lỏng ra luôn. Nam coi này, coi chừng đừng ăn cơm nha Nam. Này là thơ bồ chả bằng gạo. Được. Quá là. Xong. Kế tiếp là tháo cái cọng kế bên. Đó. Nãy nè nãy rồi sao nó kém. Nãy ra được chút xíu. Okay. Thì kế tiếp là ở dưới đây nó là trần thân nè. Đi xuống tốt dưới rồi. Sau khi các bạn lấy ống nó ra nó OEM á, các bạn phải cắt nó. Lý do? Nó có một cái cover, tại vì nó đổi cái hướng á. Ôi ơi đâu. Sau các bạn lấy cái cover này ra. Gì thiếu đồ rồi này nọ, đi mua này nọ rồi. Vẫn còn thiếu không? À, vẫn còn thiếu. Hiện tại là 11 giờ đêm rồi các bạn. Vẫn còn làm. Tiếp tục. Tại cho xong hết những cái thứ mà không thiếu. Rồi sau đó mới tính tiếp tới những thằng thiếu. Tại giờ không còn chỗ nào để đi mua nữa. Tại hiện tại 11 giờ đêm rồi. Thì bây giờ chạy lên chắc xanh. Ngày mai chắc có lẽ thằng Khánh phải xin nghỉ lunch hay gì đó, hoặc là đi làm ra sớm rồi ghé lên trên đó mua các bạn. Cái thằng boy thì tự nhiên nó nhét cái này vô. Có cái kìm kìm luôn nhé, kìm kìm. Bây giờ Khánh nó sẽ tháo này ra. Tự nhiên boy nó nhét cái này vô đây rồi mà. Từ giờ là tụi này cố gắng xong hết những cái thứ mà không phải đi mua nữa, không phải là những cái thứ thiếu đó, để cho mới kịp. Để cho Nam vui. Này. Không, màu đen vô đây nè. À. Sáng vô đây nè. Đó, giống hệt cho mình luôn. Ừ, quá đẹp. Đồ. Tưởng tượng ra mà thôi. Ừ. Giờ lấy claim gắn vô. Rồi, bức tranh này là để cho cái filter của cái oil cooler. Rồi sau đó dùng luôn cái oil cooler mới luôn. Nói chung là cái ống này giờ fail rồi. Cái ống này hồi bữa là thứ nhất đó là thằng em cũ không biết nó chạy setup như thế nào mà ngắn ngủn luôn, cho nên ngắn hơn không biết. Với lại thường thường cái filter này cũ rồi, cho nên giờ mình chơi filter brand new. Và đường ống thì là không đủ luôn, cho nên hồi bữa là thiết cấp nguyên cái vàng này, nguyên cái vàng ống rồi này nọ. Cái này là cho cái oil filter đó. Cái này là mấy cái đường ống này. Hopefully kỳ này mình sẽ không thiếu gì nữa, nhưng mà không có bảo đảm được nha. Nói chung là sau khi làm cái này á, thì mình mới thấy thứ nhất á, là nó mất thời gian thiệt, nhưng mà thứ gì á, cũng học được thêm nhiều thứ, là học được thêm cái sự nhẫn nại á. Đúng rồi. Chứ là biết thêm là kiếm cách nào để cho thích hợp chút xíu, đúng không? Đặc biệt một lần nữa là cảm ơn Nam đã nhẫn nại. Để xe ở đây giống như là không thèm ngó ngàng, không thèm hỏi thăm Khánh luôn. Là lâu kêu update cái thôi. Chứ không có mà kiểu hối thúc hoặc là gì đó. Đặc biệt nha các bạn, mình muốn khuyên các bạn luôn là các bạn giao xe cho bất kỳ ai mà làm những cái về máy móc hay gì này nọ, hãy như Nam, đừng hối thúc. Tại vì càng hối á, càng rối đó. Cái ram luôn. Hối là càng rối. Mà rapper đó nó đó. Là xe bạn sẽ fail thôi à, chứ không có gì hết trơn á. Cái nhớ chất lượng á là phải lâu, giống như làm bánh nấu nướng á, thì một cái bánh muốn ăn ngon là phải đúng cái thời điểm nó mới ra lò được, vậy thôi. Cho nên một lần nữa shout out Nam. Ram luôn. Được không? Yeah. Ok các bạn. Thì bây giờ là so far là những cái dây này nó đều có số trên đó. Nào là số 65. 65 thì mình biết là có thể mình xài mà xài cho cái ống khác, cho nên so far là mình chưa cần ống 65. Mình sẽ để nó qua một bên. Những cái ống này ban đầu á, tưởng nó cũng mắc lắm, tưởng gì á, nó cũng ba mấy đồng cho nguyên bộ. Cho nên cũng ok.
Đúng rồi, một bên. Ồ, muốn nhắn luôn là nếu các bạn follow story của Nguyên với Khánh trên Instagram á, thì các bạn biết đây là ngày kế tiếp sau khi làm hai chiếc xe STI với lại chiếc WX đời 2022 mà chuẩn bị Nguyên sẽ tung lên cho các bạn coi. Thì cũng cảm ơn bạn WX luôn, là bạn đó là lần đầu tiên, vị khách đầu tiên mà nhắn tin qua bên Liquidus Gmail. Cho nên Nguyên sẽ để ở đây liquidus23@gmail.com, Nguyên trả lời liền lập tức luôn. In case là các bạn nhắn tin mình Instagram hay là Facebook, Nguyên với Khánh không thấy được. Đó. Rồi, trở về vấn đề tiếp tục. Ok, thì trên đây nó có những cái ống này nó có ghi số đó các bạn. Thì mình đoán đó, là những cái ống trên đây á, nó sẽ đi theo cái số tương xứng. Thì bây giờ nó là số 59 hả? Vậy phải đọc trong đây hả? Phải đi kiếm trong đây coi coi nó có ghi không. Ừ. Mà thôi, Khánh sẽ tóm tắt nó và shortcut làm cho ngắn lại một hồi video. Màn kế tiếp các bạn sẽ thấy không cần đọc luôn. Khánh sẽ đọc giùm. Đó. Ok các bạn, đến cái part này á, mình sẽ gắn cái bracket này vô. Cái bracket này sẽ là những cái gọi là một cái thiết kế rất là hay của Jackson Racing. So far thì mình thấy là cái thiết kế của Jackson Racing á, họ dùng những cái thiết kế cũng giống như các công ty khác, họ làm như theo cái kiểu OEM á các bạn. Thì sau khi gắn cái này vô á, là mình sẽ để cái oil filter này lên, nằm lên gì đúng không? À, thì mình sẽ gỡ, thí dụ nó sẽ vô vậy nè, ha. Ừ. Clean không? Nhìn rất là OEM đúng không? Bây giờ mà nó tải nhiệt nè. Đúng rồi. Nó giảm nhiệt. Cái này á, nếu mà bạn muốn sơn màu khác cũng được đúng không? Nhưng mà đơn giản OEM thì mình muốn màu đen thôi. Ok. Muốn sơn màu hồng, màu cầu vồng, màu diễn được không? Có nghi vấn. Ok. Thì giờ mình sẽ mở hai cái con ốc. Một là con này, hai là con này nằm dưới. Ok. Nó là ốc số 10. Thằng em này á, thì mình biết là dùng ratchet không được, cho nên mình sẽ dùng cái này. Cái này gọi tiếng Việt là chắc cái mỏ lết hả? À, cái chìa khóa. Như tiếng Việt mình gọi tắt là cái lưỡi liềm. Nhiều khi nói cho dễ. Cái lưỡi liềm phải không? Thì cái thằng này nè các bạn, mình nói chung là mình mua được cái mà nó có cái rồng rọc á, nó kêu rẹt rẹt nè, là nó là cái ratcheting wrench á, là nó ratchet được đó, là nó dùng này nè, để cho những cái lúc mà vô hiểm nghèo vậy nè, mình vô được xong á. Rồi để coi đúng hướng không nè, mình vô đúng hướng xong á các bạn, mình không có giống như là cơ hội để mình đúc ra đúc vô nhiều á, nó phiền á, thì mình chỉ cần giữ nó lại rồi mình rẹt 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 thôi đó, thấy không đó, nó tiện ha. Vô mấy cái ngõ ngách mà bên trong cùng rồi đó các bạn. Trong hẻm rồi á, hẻm hóc rồi đó. Mà những cái cây khác nó không làm được. Thì Khánh khuyên các bạn nên mua cái này phải không? Thì đó. Nên có bộ này ở nhà, cũng không mắc lắm phải không? Không mắc. Vô hẻm nhà em. Nên sắm đi các bạn, tại vì nhiều đồ thì đỡ mất công phải chạy đi mua. Tại làm những cái project như vậy thì mình nên có đầy đủ. Mà nói sao hay quá kẹt rồi. Còn những bạn nào mà budget yếu mà không mua được Milwaukee này nọ thì hiệu nào tốt? Mà xài thằng Husky là rẻ nhất. Husky mà xài ok. Tùy món. Pittsburgh. Pittsburgh cũng được, đúng rồi. Chết mà qua hẻm nhà em kẹt. Rồi kẹt mà. Ok các bạn, thì so far đó là một lần nữa nhiều khi mình làm đúng không? Thì cái thằng thợ máy hay là thằng mechanic hay là người chơi bình thường hay muốn làm này nọ đó, với lại cái thằng kỹ sư engineer đó, hai thằng lúc nào nó cũng chọi vậy hả? Cho nên các bạn thấy không nè, tháo ngóc ra cho đã mà đi ra không được đó, không lẽ nào ra đâu được đâu, thì cái đường ống này ống cứng nữa, cứng ngắt à. Cho nên đụng tới phiền lắm, cho nên mình có một cái suy nghĩ là thằng này thì nó vô dưới ok, mình sẽ gọi là khoét cắt nó xuống. Đúng rồi. Ok, mình sẽ chỉ cho các bạn cắt như thế nào luôn. Rất là dễ, đơn giản. Các bạn chờ. Được không? Ừ. Ok các bạn, thì mình sẽ dùng cái này mình kẹp. Nhưng mà mình không muốn nó chạy cho nên mình quấn nó lại thì càng tốt. Ok. Bề ngang đi, để cho nó lòi lên để dễ cho. Kẹp ngang vô. Rồi, nó không có đi đâu đâu. Nhớ đeo mắt kính vào nha các bạn.
nó lại có khẩu trang nữa, nhưng mà làm biến vô lấy quá cho nên cái này cắt nhẹ hơn. Sao là nó có thể nó sẽ bay cho mình siết chặt xíu nữa. An toàn là trên hết. Bay mặt con quán. Okay. Kế tiếp là sẽ cắt thêm một khía bên này coi làm sao. Lúc nào mình cắt đồ á, ủa cái kìm thôi. Lúc nào mình cắt đồ các bạn, mình cũng muốn nương nương thôi đúng không? Mình không có gọi là mạnh bạo không chi. Thế xong thì mình bẻ. Thế. Thì sau khi bẻ xong á, mình sẽ coi coi là nó liệu nó có fit hay không, coi chừng nó hơi nóng xíu. Thế. Mình nghĩ là như vậy thì cũng được rồi, nhưng mà các bạn thấy mấy cạnh bén không? Thì mình mài nó lại xíu. Ok các bạn, đây là cái thành quả của việc... Ok các bạn, đây là cái thành quả của việc cắt xong. Ok đó. Mình mài lại thì nó cũng đẹp đẽ hơn xíu, nhìn cũng không có tệ đúng không? Thì giờ đây là cái mà mình nói cho các bạn coi nè, là một khi mình tháo xong con ốc ở dưới á, thì cái này nè, thằng em này nó sẽ bắt vô vậy thôi nè. Đó không? Ừ, ngon không? Thì mình chỉ cần tháo con ốc này là nó vô à. Rồi cái washer và con tán không? Nó sẽ giữ lại luôn. Thì giờ các bạn coi nè, mình sẽ bắt đầu gọi là... Ủa cái cây đó nữa. Kìm á hả? Cây tháo. Cho nên cảm ơn những anh em đã đem xe đến làm để Khánh có tiền mua thêm dụng cụ để đồ nghề tiếp tục. Cái này mất hoài. Đó các bạn, thì giờ mục đích là Khánh sẽ mua cái đồ như cái xe này nè, bằng sắt hay gì đó, đi mua đồ cũ hay là ngoài chợ trời hay là có thể mới nếu mà giá cả phải chăng. Người mỗi lần mà làm thì là đem ra ngoài giường nè, không nó làm thì sẽ có một cái xe đẩy bỏ tất cả đồ nghề cho nó, nó không có mất. Luôn mất thiệt hả ta? Bây giờ mất mẹ nó. Để nguyên tắc máy đi kiếm giùm. Rồi nó nhiều khi nó nằm những cái chỗ bí hiểm lắm biết không? Trước mặt luôn rồi. Trước mặt luôn. Ok. 6 ngày ở trên rồi. Ủa quên nói một lần nữa, đây cũng là một cái gọi là cái đầu tư rất là tốt, là nếu mà các bạn mua mấy cái cây này á, xài nó cũng dễ. Nó có cây nhỏ hơn nữa. Cây này là loại dài để cho dễ vô mấy chỗ bí hiểm á. Để cho các bạn giống như vô tư thế mà cũng như hơi
cứng cáp nè, khỏi mất công dặn á, không có lực á, thì dùng cái đó, đó nó bấm cái rồi xong. Có một cái video hay hai video Khánh đã review rồi, cái impact bự nữa, cho nên các bạn trở lại coi. Nó có cây ngắn hơn nữa. Tất cả những hàng này là Khánh bỏ tiền túi ra mua, hoặc là một số là các bạn ủng hộ đó. Nó lấy tiền làm xe nó đi mua luôn các bạn. Mới có những cái đồ nghề như vậy. Cho nên anh em cứ đem xe đến, cũng là góp phần ủng hộ Khánh mua đồ nghề làm xe. Rồi biết đâu mà mai mốt mà anh em ủng hộ nhiều quá đó, hy vọng vậy, thì Khánh nó có tiền mua được chiếc Obama. Ừ. Nó là các bạn coi được content đã luôn. Mua nguyên cái nhà xe luôn. Ừ. Quá là chạy vòng vòng khắp tiểu bang sửa xe hả? Thì... là bảo với Hải Lý bên Texas qua luôn á. Dream luôn hả? Ừ. Đúng không? Dream luôn đúng không? Đó đó. Nhiều bạn chơi xe Dream là vừa có nhà vừa có xe. Ừ, đó. Nhà xe. Ước mơ của Khánh á. Để khỏi bị mũi các bạn ơi, phải xịt nước mũi nữa. Mũi cắn quá trời. Sao tệ, sao cái con ốc mà nó cũng lâu rồi mà làm cái gì mà sao mà dạo này sống hoàng nó chua. Có những cái làm nhanh lắm mà dính những cái vô duyên vậy. Thôi bật lắm, nhắn mẹ đâm lười mà Sẵn tiện gọi là test luôn cho các bạn coi. Cây nào? Cây Ratchet. Đó. Wow. Oh my god. Không phải rồi các bạn. Dude, Jackson ghê không? Vừa thích luôn. Nghiên cứu quá rồi. Cho nên nhiều bạn cứ sợ custom á, cứ custom đi, tại vì họ cũng custom giống mình thôi. Họ đâu phải là hãng xe Toyota hay Subaru đâu. Hero sẽ nói là phá hư quá không? Hero sẽ nói mấy anh quỷ thì gắn có cái bracket chút xíu rồi cũng nói nhiều quá. Nhưng mà đây là cái chi tiết mà những channel khác không thể không có. Cho nên nó mới có câu là detail matter. Đây là cái cách mà mình quay như vậy các bạn, là những cái mà gọi là mình kiếm video khác không có, cho nên mình chia sẻ với các bạn thôi. Đó là cái đam mê, cái sự khác biệt giữa làm video bậy bạ với làm video có tâm là như thế. Mà ai kiên nhẫn coi tới giờ này á, thì mới thấy được. Những ai mà lướt qua thì sorry bạn, có khi những cái mánh mung mánh mẹo này nọ bạn không có học được đâu. Này không phải thầy giáo mà mình nói học cái chữ nghĩa là chia biết sẻ. Thêm rồi chia sẻ thêm sự chia sẻ. Thì tụi này cũng đi coi mấy video trên YouTube chứ đâu mà đâu có trải qua, ngồi coi gán coi có đi có lại. Khánh nó cũng học từ những cái bài học xương máu thôi. Rồi cái này mới là một cái gọi là trần thân này các bạn, siết thấy hồ luôn rồi. Giờ nó có thêm cái bracket vô cho nên nó hơi khó hơn. Ok thôi chắc tắt video đi cho 9 giờ ấy. Dài quá rồi. Ok các bạn, thì đây là cái technology, công nghệ kế tiếp của Jackson Vision G. Thiết kế là cái dòng này nó sẽ đi xuống như này, nó nằm như này. Nó kẹp lại thằng em này thôi. Cũng hay ha. Có sáng tạo. Mình thì mình sẽ cho con ốc này nằm trên, ok. Đèn thì hết pin. Mình đoán nếu mà làm như vậy thì nó sẽ dễ cho cái việc này. Trời ơi, cái sợi dây ở đây nữa nên. Đúng là thằng thằng kỹ sư với thằng thợ máy mà. Nữa rồi. Camera này quay ác đi. Để trên đầu mình luôn mà tôi zoom thấy tay mày làm. À hả? Hiện tại phone mình để đến đầu nó nè. Thấy rõ nè. Thấy rõ luôn.
gì đó, nó sẽ nằm gì đó. Nhìn pro quá. Nhìn cũng đẹp. Vậy thôi, bước kế tiếp. Ok các bạn, thì đây là một cái gọi là thêm một cái chế của Jackson Racing chế ra cũng hay nữa, là một cái bracket. Tại vì sau khi mình gắn cái aftermarket luôn, cái đồ độ là nó dài thêm nè. Nó xuống thêm, nó bắt xuống. Bữa Nguyên Thiên Khánh rầu chết mẹ luôn. Nó bắt xuống. Cứ nghĩ là phải kéo cái này lại các bạn. Cũng là vì thằng em mà ra. Tại vì thằng em nó thiếu đồ. Bữa cái đồ mà thằng Nam nó mua từ thằng đó ra không có cái này luôn. Hình như nó không có. Oh man. Cho nên là Nguyên với anh Khánh là nghĩ là mai mốt sẽ phải kéo sát cái đây luôn. Zip file. Nhưng mà khi kéo sát ở dưới nó sẽ lỏng. Mình không có cần lo những chuyện đó. Đó lý do mà mấy nãy các bạn thấy mấy cái phút trước á, là Nguyên với Khánh nó phải buộc cái zip file để đỡ rồi để đi đường ống. Giờ thì ra là có cái này là quá khỏe. Hai bên nó sẽ không bị tức. Kéo xuống tại hồi bữa mới kéo lên xíu. Đó các bạn, thì bước kế tiếp các bạn sẽ gắn vô đó. Còn nếu như mà các bạn mua những cái vật dụng Jackson này mà các bạn mua used mà chủ cũ đưa thiếu đồ á, thì cũng giống như Nam và Khánh thôi, là phải đi lên trên Jackson Racing. Nếu các bạn nghĩ làm được hay là gì đó thì các bạn chạy thẳng lên trên đó. Nếu các bạn ở Cali, Chino Hill, các bạn lên thẳng đó rồi họ sẽ chỉ cho mình luôn, không như thiếu đồ này nọ rồi thì... mình phải nói cho họ biết phải nói. Mình phải cái model này nọ rồi không tại vì họ không có thời gian để họ coi nguyên cái kit của mình. Đúng rồi, tại vì các bạn nên nhớ, mình Khánh có hỏi đàng hoàng, Khánh hỏi là ê, cho tao đem cái kit tao lên coi coi tụi tao còn thứ gì không. Nó không chịu, nó nói là nó bận quá, nó không có gì. Với lại cái cách giống như là kiểu họ muốn bán cái kit mới các bạn. Giống như là ta không khe đâu. Nhưng mà nếu các bạn gán năn nỉ họ đâu biết được, miệng lưỡi các bạn thôi. Cố gắng. Thì okay, đó. Bú liếm sao? Bú liếm thôi. Đó thì nhưng mà trên đó là họ sẽ bán những cái đồ thay thế phải không? Giống như là những đồ sơ cua mà mất hư đồ đó. Thì các bạn nên lên mua. Ok. Sao vậy? Giờ mình sẽ ship đi. Mua online được không? Nếu mà ở tiêu quan khác. Online chạy được. Đó thì cái này cũng bán thế luôn nè các bạn. Cái này cũng bán thế luôn nè. Đó, chứ mua diêu thọt không có, chủ nhân cũ mất rồi. Rồi nguyên cái bộ dây này mới nãy cho những ai trả qua thì cũng mua từ đó ra luôn, trên website order vậy thôi. Đó, sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Bây giờ ôn bài lại. Cái đường dây nó sẽ đi như thế này. Đó. Nguyên sẽ quay rất là chậm để cho các bạn đang làm mà coi video này, người Việt luôn, thì ôn bài lại trước khi mà làm tiếp những cái công việc tiếp theo. Đây là những gì Khánh đã học hỏi trên mạng mấy năm tháng đó. Rồi mình cắt tỉa, mình học hỏi thôi. Mình làm theo cái chiếc xe thực tế của mình có được thì mình mới làm được. Coi là một chuyện thôi, nhưng mà có xe bắt tay vô làm thì nó sẽ khác một chút nữa. Đó, ok. Đó các bạn, thì Khánh nó đã bắt ốc vô rồi nè. Hai cái ốc sẽ nằm dưới đây. Cứng cáp. Nhìn xịn sò luôn các bạn. Nhìn luxury đàng hoàng. Tuy nhiên có một chút đẹp trai luôn. Ê các bạn đừng tưởng là nó bị gì nha. Mình sẽ chưa xong cái này nha. Chưa. Mình sẽ thắp nó xuống như này nè. Đó, thấy không? Cái này là chỉ mới bắt ốc thôi. Làm nam hết hồn. Nó nói sao vậy Khánh? Chả là chết đấy. Ok. Kế tiếp là DJ. Giờ để bắt thằng em này vô rồi. Ok. Thì mới nãy các bạn mình phải tháo nó quay thấy không? Thấy cái nào? Quay thấy. Camera thấy, thấy thấy thấy. Thì mới nãy các bạn mình phải tháo thằng em này ra. Tại vì mình phải đi cái đường dây mới đúng không? Bây giờ mình sẽ gắn nó lại thôi. Quên tắt quạt thôi chứ đâu sao đâu. Không sao, hy vọng các bạn nghe được, tại nóng quá các bạn. Ở Cali đang rất là nóng. Hiện tại là gần 7 giờ tối rồi đó. Sáu giờ năm mấy. Đó thì sẽ bỏ như vậy. Các bạn, thì hồi bữa là cái video kia đó là mình lấy cái ống OEM ra, là cái ống từ trong đây nè, bên cái intake á. Cái ống này là cái ống dẫn gió rồi này nọ nè, nó vô máy với lại nó đẩy ra đó. Thì bây giờ họ kêu là phải cắt ra làm hai rồi gắn cái này vô.
cái này vô nó bịt đầu gió một bên để cho nó nén lại. Thì để biết là cái đầu gió đó đầu nào good để gắn vô máy á thì mình sẽ thổi vô. Mình thổi vô, nếu mà thổi vô xong mà nó e nó cái không khí nó chạy luôn á, mình thổi mà không có bị gãy lại á thì cái đầu đó sẽ đi xuống dưới máy. Còn cái nào mà thổi mà nó gãy lại á sẽ đi vô cái intake. Giờ mình sẽ thổi đúc miệng này hả? Đúng rồi. Thì mình mới hỏi rồi, thấy không? Thấy nó nhẹ hiệu không? Uh-huh. À, mới hỏi nó nhẹ hiệu rồi. Thấy không? Uh-huh. Là gió ra, thấy không? Còn uh-huh. bên đây gió sẽ không ra là coi. Thấy không? À, hỏi thấy mẹ đâu, thấy không? Thấy không? Uh-huh. Là không ra, thì cái đường nó sẽ bắt đi vô đó. Okay. Thì hồi bữa đó là giật thấy mồ đó các bạn. Là nó đơn giản thôi. Ồ, để nhấn mạnh thêm này cho các bạn nữa nha. Là các bạn thấy nó có cái clamp này không? Các bạn đừng có hiểu lầm là cái clamp này nó sẽ giữ chặt, nó sẽ lỏng ra, mình có quyền mình tháo được. Ok. Mình có hỏi họ thì họ nói là không sao hết á, tại vì quan trọng là nó có ở đó thôi, mình đâu có giật mạnh đâu mà nó sức, cho nên không gì hết. Ủa sao kỳ vậy? Tắt rồi. Hình như nó làm sai hướng. Ok. Nhìn một cái đó, nó sẽ đi xuống như thế này. Trong tôi dưới này nó có một cái chỗ. Thầy khó cho tôi phải hoàn đạn. Dưới đây nó có cái lỗ này. Đây có cái lỗ đi vô máy nè, mọi người thấy không? Zoom thấy không? Ngay cái tay mà thôi. Ừ. Ngay đó. Thì nó sẽ xuống vô đúng không? Bố quay nãy giờ vô máy hả? Không có gì tôi cắt đi. Có gì ở sao có gì? Có cái đuôi xe đó. À con biết mà. Để mà gắn cái bánh. Con đâu có thời gian đâu có lấy mà. Không gì tôi nói làm xong cái này gắn. Cái vô rồi đó. Okay. Kế tiếp là cắm kia nè. Bây giờ phải khắc phục cắm kia. Mình quay kỹ lại tại nay không thấy. Đứng bên đây thì quay thấy nha các bạn. À đây nè. Đó. Thấy chưa? Có khi coi cái chỉ dẫn á, lại một lần nữa là cái kit này công nhận thằng em này nó phá thiệt mình. Các bạn coi nè. Cái dây này á là cái dây của cái thằng bypass valve để cho nó chuyển đổi cái gió đúng không? Mà nó đi bóp như vậy nè. Các bạn coi nè. Các bạn có bao giờ thấy cái đường ống này nó vô cái đường ống bự này không? À, never. Đúng không? Thường thường là nó nối bởi những cái này, những cái valve, nó gọi là không những có, cái van. Cố nhét luôn nè. Ừ, nó gọi là những cái van đúng không? À. Thì bây giờ cái cách mà làm đúng á là mình phải lấy cái này ra khỏi cái OEM của máy á, là nó đi cái đường gió nó vô máy và một cái á, nó từ máy nó ra cái intake. Ừ. Thì một khi intake đi vô á là nó đi vô cái này nè, vô cái throttle body nè, thấy không? Cái ổ ga nè, cái cổ ga nè, cổ ga nó vô đây cái nó lọc, cái nó đẩy gió vô máy là bằng này, đúng không? Thì nó họ kêu mình lấy ra, họ kêu mình cắt cái làm hai, mình gắn cái này vô để cho mình nối như vậy, hiểu không? Rồi nó sẽ chia ra thêm đường để cho mình gắn cái ống nhỏ này vô. Chứ không có phải để là làm như đúng cái rồi. Trò này bỏ tay không. Okay. Nên làm các bạn follow mình sẽ làm liền nghe cho các bạn coi, mình sẽ cắt rồi mình sẽ cho các bạn coi. Okay. Ok các bạn, thì sau khi các bạn lấy cái ống này ra, ống này bên phải nha, thì mình bên người lái nói cho dễ đi chứ bên phải bên trái nhiều khi lộn. Mình đơn giản là mình sẽ cắt nó ra làm hai thôi, không có gì phức tạp hết. Các bạn đừng có sợ cái gì cắt nó, ok. Sau khi cắt, ồ hơi xéo xíu, không sao. Sau khi cắt ra làm hai á, các bạn chỉ cần xiết nó vô thôi. Oh, sorry. À, mình phải lấy cái clamp nữa. Clamp sau lưng đúng không? Thì đây là hai cái clamp mà mình sẽ gọi là mình xiết. Các bạn nếu mà chơi xe mấy clamp này nhớ cẩn thận nha. Nó dễ nó bay vô mắt á, bay vô mặt á, cho nên hướng nó xa xa xíu. Tại nó rộng lắm các bạn. Vậy nè, đó. Hướng nó tới trước nè. Cứ làm để tao zoom được. Ừ, đừng có hướng vô ai hết. Đừng, cũng đừng hướng vô mặt mình luôn, nó quất thẳng vô mặt mình á. Nên đeo mắt kiến đi. Ừ. Tại vì một khi nó vụt nó bắn thấy chứ. Thế, giờ mình bóp từ từ nè. Mình cho kỹ thôi. Thấy không? Đó, vừa nó luôn, thấy không? Nhiều cái nó bắn mạnh lắm, nhiều cái nó bắn nhẹ. Đeo mắt kiến đi. Rồi lấy vô. Ừ, sao không? Tôi bắn tới trước.
vô. Nó nhỏ. Ok các bạn, thì mới nãy đó là cái những cái việc vụn trộm cái này mình cắt rồi này nọ đó là mình cắt hết xong rồi. Mình đi dây này luôn rồi nha. Dây này á nó sẽ đi xuống cái bypass valve dưới đây đúng không? Thì cái gì kế tiếp á bypass valve nó sẽ thải ra. Thì nó không phải thải ra, sorry, mà là cái đường ống này là nó sẽ bắt vô cái này, ok. Thì này vô đây ha. Sau khi đó thằng này vô đây, đập vô cái blower. Blower đập vô xong á, có cục intake, cục filter nằm đây, ok. Em này sẽ đi ngược vô đây, là của cũng vô máy nữa giống như mới nãy. Cái này là cái đồ nào ấy, ok, để cho nó vô. Ok, rồi cái gì lát bấm cho mấy bạn coi. Ok, thì trong khi Khánh gắn luôn, muốn nói luôn các bạn thấy lúc nào cái cuốn sách của âm chân kinh nó cũng đi kèm Khánh luôn đó, và cái phone cũng đi kèm Khánh là coi video ba cái channel YouTube ba cái kênh luôn. Mặc dù Khánh nó đã có kinh nghiệm rồi đó các bạn, cũng chơi xe hả 6-7 năm rồi, nhưng hơn luôn, nhưng mà vấn đề á là lúc nào cũng phải đem theo, là tại vì mình không bao giờ ý y được, phải không? Dù mình có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm, mình phải có đem theo để làm chi, phải không? Những cái máy móc này mình sơ suất một cái là mình chết đó. Tại vì liên quan đến ống dầu nhớt này nọ, cho nên khuyến khích các bạn nên coi kỹ một hồi. Sẽ có, trước khi kết thúc video, sẽ có tổng dợt lại là Khánh sẽ check hết tất cả các cable đi chung với các bạn một lần. Giống như là ôn thi vậy đó, trước khi ra trận là phải đảm bảo hết. Thì đây là cách mà Liquidus khuyến khích các bạn nên có củ âm chân kinh. Và kênh YouTube nào cũng không biết, mà có thể video này sẽ là kế bên các bạn làm luôn đó. Hy vọng là như vậy, thì đảm bảo hơn các bạn. Ok các bạn, thì bây giờ cái bước kế tiếp là sau khi mình gắn dây nhợ, mình gắn everything xong đúng không? Thì cái đèn bên bển là mình còn tháo ra, mình để đó, mình chưa gắn cái đèn vô lại. Để cho lát mình check coi cái ống nó có bị xì gì rồi không. Nếu mà rứt thì mình mới bắt đầu gắn đèn, gắn bên bờ lại. Nhưng mà trước khi đó đó còn hai bước. Bước đầu tiên là sẽ châm cái dầu Rotax vô. Cái dầu cho cái supercharger chai này là bình brand new luôn, ok. Mình sẽ châm nó vô. Rồi sau đó đó, đây là cái quặng luôn, nó có sẵn cái quặng giấy luôn. Sau đó mình sẽ dùng một cái chai e như thế này, mình sẽ xịt e vô để cho cái e đó nó sẽ dẫn cái nước này đi đều vô trong máy. Cái lúc mà trước khi mình xịt nó vô các bạn, mình nới lỏng cái con ốc bên đây. Cái con ốc bên đây là in, là cái đường nó đi in, các bạn thấy nó lỏng không? Đó. Đúng không? Đó, thì sau đó mình sẽ check coi mình thổi gió tới khi nào cái nước nó xịt ra, nghe đó thôi, nó bắt đầu rỉ ra thì mình mới bắt đầu stop ở đây, mình xiết nó lại. Rồi sau đó mình châm thêm dầu vô từ từ. Cái đó là tượng trưng cho dầu đã chảy đều rồi. Rồi sau đó một khi xong đó thì mình mới bắt đầu mình install cái tool bằng cái ECU tech này. Nhưng mà cái vấn đề là cái này là đồ use, cho nên nhiều khi ECU tech chắc nó không work. Nhưng mà mình sẽ thử coi nó work không. Nếu mà nó không work đó, thì mình phải liên lạc owner để cho owner sẽ báo cho mình biết là anh ta có mua được cái tool vậy hay là chưa. Rồi sau đó mình tính sao. Ok. Rồi, bắt đầu tháo nó ra các bạn. Đây là cái Rotax Reservoir, là cái đồ đựng nước cho Rotax, tháo lên, thấy không? Các bạn thấy nó brand new, nó không có gì hết. Ok. Cây này là cây đo. Kế tiếp bằng gì vậy? Cao su. À, bằng cao su. Cái quặng bằng giấy, nó vô đây đúng không? Các bạn đổ vô từ từ thôi. Mở ra brand new. Đổ hết bình không? Không, không hết bình, maybe phân nữa. Mở như uống sữa, protein shake. Bình này mắc lắm á, 50 tới 100-150 đồng bình. Chắc tại một lần là xài lâu á. Dạ, yeah. Xài dữ lắm. Mắc hơn nhớt gấp đôi. Dạ. Yeah. Ghét cái mùi này. Mùi này ok nhưng mà bị ám ảnh rồi, là hồi bữa xe mình bị leak lâu rồi. Ám ảnh luôn, thử cái mùi này. Để khăn dưới các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ như thế này các bạn, là mình đổ. Rồi sau đó mình sẽ coi một mặt. Giờ đổ đây.
Nó mùi này hôi thiệt chứ. Ừ, khỏi đèn đi. Không cần đèn. Nghe tiếng nhiễu tóc 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 nó đang vô. Mình sẽ không đổ nhiều, tại vì mình đổ một phần thôi. Để cho mình chạy lên mình coi. Ok, coi coi nó lít chưa. So far thì nó chưa. Mình phải thấy nó lít nhẹ cái hả? Chưa, mình phải bắt đầu đẩy e nữa. Mình phải bắn. Chứ nó không có đi đâu không? Ừ. Mình phải coi coi trong đây nè. Mình nhìn trong đây mình biết là nó phân nửa mình rồi. Mình đừng có đổ nhiều quá, khoảng chừng 75% thôi. Đó. Quay quay khoan, mày cho tôi mượn cái bình. Cho bạn coi sẵn canh luôn nè. Cái gạch nè. Khoảng chừng... Số mấy vậy? Số 800, cái này khoảng chừng 700 thôi. Mình đổ so far là khoảng chừng 200, cái này là ml thôi vậy. Chưa tới nửa bình không? Ừ, chưa có. Chưa, một phần mấy vậy các bạn? 1/4 nữa. Chưa tới 1/4. Nè, để xa ra các bạn thấy nè không? Nè. Chi tiết luôn cho các bạn coi đó. Thì đây là cái bước kế tiếp á, là họ nói đó. Họ nói đó, cái bước kế tiếp á là mình phải gọi là bắn e vô, mà mình bắn e á phải đẩy cái khăn nữa. Ồ vậy hả? Cho cái này nó đừng có lòn vô. Mà đủ sức vô. Hình như được. Để coi. Dạ nó vô nhỉ. Ok ok. Rồi có gì lúc mình bắn e vô, Nguyên sẽ nhìn bên đó coi coi nó có bị chảy không. Mà bị chảy là cứ coi có bị chảy không ha. Chưa. Chưa. Chưa phải không? Chưa. Để bắn thử. Cái này phải lấy ra luôn. Lấy cái khăn. Lấy ra luôn á. Ừ. Mới đủ sức. Cái bình này không có cái ống hút. Chưa hả? Chưa. Mình sẽ nhìn vô đây coi coi nó nằm ở đâu rồi. Hình như cái level nước nó xuống rồi. Ở thêm không? Ừ. Vấn đề là cái bình e của tụi mình gần hết rồi các bạn. Ừ. Dọn nhà quăng ở đâu mất tiêu, chưa dọn. Không hy vọng là đủ. Không đủ phải chạy đi mua. Thì khuyến khích các bạn nên mua trước khi làm. Nó chưa có xuống. Coi giùm tôi dưới xe coi có bị lít không? Chờ nguyên tắc làm lại. Ok các bạn, thì mới nãy đó là hai anh em hết e, hết cái bình không khí xịt, cho nên phải đi mua một pack bình không khí mới bên đó. Tại vì dọn nhà dọn mất tiêu, mua pack mới. Thì cái lúc mà đi mua e đó các bạn, thì mình cũng có để cái con ốc này lỏng. Thì quả thật lúc mà về đó, nguyên cái ghe cũng có mua đồ ăn ngồi ăn, nguyên cái ghe đó nó không ấy mùi này luôn. Có nghĩa là phát hiện là nó có chảy ra thiệt. Thì các bạn thấy nó chảy dưới đây nè. Sốc cà siro, bấm vô. Đó, zoom vô, thấy ngốc không? À, thấy không các bạn? Đó, nước rõ ràng thấy không? Nước màu xanh đó. Thì cái nước này đó là nó từ dưới đây nè. Có cái valve nè, thấy không? Nó từ đây nó chảy xuống thì nó ướt cái này. Đó, mình đụng vô đây nè, coi nè. Đụng vô dưới đây nè, nó ướt tay nè, thấy không? Ừ. Thì bây giờ Khánh á, sẽ trải nghiệm, thể thử nghiệm thêm lần nữa là make sure là mình phải chứng kiến là nó chạy ra phải không? Mình muốn make sure là nó quả thật nó như vậy. Ok. Thì cũng phải xịt thêm hả? Cho nên mình sẽ chùi nó trước. Chùi HR. Mấy cái này nó dính HR rồi, không gì hết các bạn. Tại vì lúc mà khởi động máy á, thì nó nóng lên, nó tự động nó đốt, nó bốc lên. Đốt lên ràng thôi. Nó nóng lên thôi, nó không có gì hết. Nó bốc khói nhiều khi các bạn thấy các bạn sợ, nhưng mà nó không có gì. Chùi cho sạch. Cái header này header stock mà không? Header stock, cái đó cái shield. Ok, chùi sạch nha. Rồi chùi ở dưới cái hộp này luôn. Ok, thì bây giờ nó đã hết rồi rồi. Thì mình sẽ chắc kêu Nguyên chăm, rồi mình ngồi đây mình canh. Ok. Ok, sẽ quay lại update với các bạn sau. Ok, bây giờ bắt đầu đổ nha các bạn. Ok các bạn, sau khi Nguyên đổ mới thêm một chút xíu á, mình đứng đây mình coi, mình witness nè, mình làm chứng nè, thấy rõ luôn cái lằn màu xanh nè, thấy không? Đó nó ra nè. Đó nó chảy rồi nè, thấy không? Dạ. Là thành công rồi. Chưa lấy cái quặng ra luôn đó. Dạ, là thành công rồi đó. Thì bây giờ để cho chắc ăn thêm lần nữa trước khi tụi này siết lại, sẽ kêu Nguyên xịt e thêm chút xíu nữa để cho nó chảy. Rồi giờ xịt e vô đây Nguyên. Xịt từ từ. Ủa xịt vô đây luôn hả? Ừ, xịt vô đó lại, coi chừng nó bay cái quặng nó đút cái ống sâu sâu luôn. Mình cầm rồi. Quay tay luôn. Coi chừng out focus. Thấy không? Thôi. Ok, bây giờ Nguyên sẽ xịt cho các bạn. Đừng để bình xuống đó mình, nó bị hơi xịt cho ra hơi hết đi. Giống như nước đô nó chảy đã luôn các bạn. Wow, coi nó chảy rồi các bạn. Coi chuyện focus đó. Wow, ok, khỏe luôn. Thấy không? Dạ, thấy nè, chảy tung tướp luôn.
Ok, giờ mình sẽ chịu hồi gứt rồi. Được không? Ok các bạn, thì Khánh đã xiến nó xuống rồi. Ok, thì bây giờ có hai cái vấn đề mà Khánh muốn check á. Thứ nhất á, là sẽ mở ra đổ thêm chút xíu nước vô rồi bắn e tiếp coi coi nó có xì không. Cái thứ nhì á, là coi là cái ống này nó hơi rung chút xíu, không biết sao nó hơi không vững vậy nè, thấy không? Cho nên mình muốn coi, mình nghĩ nó cũng không có nổi. Tại vì tao nghĩ mày chưa xiết ở dưới. Rồi. Chứ không phải, ý nói là gắn bumper, gắn đèn vô á. Thì có thể là nó sẽ lock lại. Cái đèn xuống. À, nó sẽ khích lại, hiểu không? Make sense. Ừ. Vậy thì test nè các bạn, nè, đó. Cho nên các bạn đừng sợ thử chơi vòng vòng đó. Play around nè, đó. Thì các bạn thấy là nguyên cái lỗ hổng này. Thì theo Nguyên nghĩ là mình đón thôi. Nè, chắc nó, cho nên nó mới cái dấu chạy đây nè. Của chủ cũ nè các bạn. Đó. Này mình gá đỡ các bạn chứ đừng tốn thời gian chi. Thì nào mà gắn vô mà nó vẫn còn sụp sịch thì mình mới bắt đầu tháo ra làm lại thôi, chịu thôi. Giờ Sánh sẽ gắn vô, gắn đèn vô rồi có gì cập nhật tiếp cho các bạn. Ok. Ok các bạn, thì sau khi cái đèn nó vô, thí dụ cái này là cái khuôn mình cái này test fit sao dính thiệt. Nhưng mà dính rồi nhưng mà chưa có bắt ốc kìa các bạn, ừ. Mới gá ra thôi. Thì gá vô hờ đó. Thì mình sẽ giật cái này. Cứng ngắc luôn. Thấy nó cứng hơn hồi trước nhiều phải không? Nó cũng phải có một cái phần lung lay ngay đó chắc chắn rồi. Đây đi, mà nãy Khánh nó giật ngay đây nè các bạn, nó rất là giật. Mới nãy các bạn thấy đó, muốn mà... thì tôi sẽ tháo này, tôi đẩy vô thêm một xíu nữa tháo cái này. Nhưng mà mới gắn thôi nha, nhưng tại vì mày chưa xiết ốc nó sẽ chặt nữa, mà các bạn phải đưa tay vô thật vô thì mới thấy, chứ thấy trên video thì khó nói lắm. Thì rút tay vô nó rất là cứng các bạn. Rồi giờ tiếp tục. Chắc cái này thì mày làm, mình làm tiếp tục thôi, chắc khỏi quay đi ha. Ừ, thì quay đi. Như Khánh nói thôi, make sure nó đừng có leak đó. Chắc vòng vòng ngầm xuống xe à. Coi rồi những cái mới nói coi nó đừng có chảy đâu thôi. Là cá nhân của các bạn tự coi, đảm bảo an toàn rồi vậy chơi thôi. Không có leak gì hết. Đó, dưới đi này, vòng vòng hết mấy cái dây này. Dưới đây cũng không có leak luôn nè, thọt tay chà nè, chà thấy mẹ nè, không có gì luôn. Rồi trước khi mà mình đóng tất cả mọi thứ vô thì mình sẽ quay chi tiết mày go over, mày đi lại hết tất cả những mối nối dây để cho các bạn double check với mình ha. Là chi tiết lắm rồi đó các bạn. Ok. Ok các bạn, thì đây là cái bước kế tiếp là mình check xong rồi hết rồi, very good rồi. Thì giờ cái này là cái ECU tech để mình load cái tool vô. Thì cái kit này á là nó gọi là CARP legal tool. CARP có nghĩa là California, liên quan tới những cái vấn đề gọi là check khói, check đồ này nọ. Ok, kit này là của Jackson Racing cho nên có cái sticker bảo đảm là đây là CARP legal. Ok. Bên thằng Craftwork thì nó cho cái miếng dán lên luôn, thì đây cũng sticker cũng được. Thì mình đoán là cái ID này chắc có thể thu được, nhưng mà mình không biết là mỗi một xe phải mua ID mới hay là sao. Nên đây là cái kit họ có, là họ cho cái sợi dây này. Sợi dây này là mình là cái OBD sensor, mình sẽ gắn vô ở dưới cái ta lái xe. Ai cũng biết rồi phải không? Ừ. Nếu mà chơi xe rồi sau đó gắn cái thằng này vô cái laptop USB, rồi sau đó USB là mình nghĩ cái tool nó nằm trong đây. Nhưng mà bây giờ hình như mình phải download cái này nữa, cho nên cái gì gắn ở trước thì mình sẽ mở máy cho các bạn coi. Còn nếu cái này các bạn nhức đầu quá, các bạn không rành nữa thì đem ở đây đó. Tôi nhớ California. Ok các bạn, sau khi gắn vô xong hai cái là mình phải đi lên cái mạng ECU Tech nào mình download cái driver của nó, đúng không? Sau khi download xong rồi mình chạy theo cái hướng dẫn của nó, nó tự động nên install làm gì hết, đúng không? Thì bây giờ á, mình sẽ open cái này thì nó ghi là chớp không mình? Nó ghi là nếu mà không sao đâu. Xin lỗi các bạn nha, tại cái vấn đề này thì ra khỏi tầm tay của mình. Nè, nó ghi là nếu mà các bạn bấm OK á là nó sẽ bắt đầu chạy. Thì giờ mình sẽ bấm OK nha. Đó, dùm vô cái này nè, thấy không? Ok. Bấm OK nha. Đó. Giờ làm step by step không? Là hỏi gì mình làm. If you want to select cancel, ok, giờ run procedure you nào, run nè. Nó sẽ check cho coi có update không. Nữa check nữa hả? Check lại. Một lần nữa nếu mà nó giật mắt các bạn quá thì xin lỗi, nhưng mà coi nhanh thôi các bạn. Thì mới nãy Khánh phát hiện là phải coi ở đây nữa nè. Các bạn nhớ là phải coi nó có dấu chấm than warning gì không á, thì bấm vô á thì nó nói là phần mềm này còn cũ quá cho nên bạn phải bấm update, thì bấm vô update. Ok, thì giờ nó update. Ok các bạn, thì giờ là cái update mới nhất á, là lúc mà mình giật cái này ra vô nãy giờ á, cái quỹ này nè cục USB á,
nó không có cái gì trên cục USB á. Đó là nó phải có cái folder nhưng mà mình chưa biết nữa. Nhưng mà sau khi mình download xong á, mình mò vòng vòng, mình exit, mình vô lại á, thì so far á, là nó đang download tổng cộng là 1165 cái file mới. Download được 440 mấy rồi. Và đây là cái loại khác nhau. Nào là những cái file của BRZ, của FRS với lại mấy xe khác nữa. Cho nên hopefully là trong cái đám đó sẽ có cái mà mình cần. Cho nên chờ nó download xong thì mình sẽ update tiếp nha các bạn.